Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Thượng Thanh Hạo Phong. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử hiện diện có mặt tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm cộng tu một ngày Chủ nhật, cũng như Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 7 năm Mậu Tuất. Giác Nhàn đang có mặt tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ là 9 giờ 6 phút sáng giờ Việt Nam. Và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Pháp hội lần này là lần thứ 5. Cứ mỗi tháng chúng ta tổ chức một lần vào Chủ nhật cuối tháng. Còn ba cái Chủ nhật còn lại thì chúng tôi giảng tại Tịnh Thất Quan Âm, có phát truyền trực tiếp. Hôm nay chúng tôi lên thấy ba bức tranh của Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Có hai vợ chồng Phật tử in hình Phật làm rất là kỳ công, phát tâm cúng dường cho Pháp hội. Quý vị thấy hoan hỷ không ạ? Đâu, hai vị đó đâu rồi ha? Lên gặp tí xíu, chưa thấy mặt. Hai vị mà phát tâm cúng dường tranh lên trên này chút xíu. Thưa quý vị, đầu tiên tổ chức Pháp hội thì Giác Nhàn chỉ có thiết kế in trên cái hộp đèn bằng cái chất liệu rất là đơn giản. Tuy nhiên đến hôm nay tổ chức Pháp hội lần thứ 5 do Thượng Tọa Thượng Thanh Hạo Phong có mời Giác Nhàn xuống. Hôm nay Thượng Tọa đi Nhật với lại đi Hàn Quốc, Đài Loan để tổ chức Vu Lan. Đêm hôm qua Thượng Tọa có nhắn về qua Viber nói tôi đi các nước để tổ chức Vu Lan, hôm nay giao lại cho thầy tổ chức Pháp hội dưới này. Giác Nhàn hoan hỷ văn ạ. Vâng. Hôm nay đi xuống nhìn thấy hai bức tranh, tự nhiên trong lòng có cảm xúc. Hai vị này coi như rất là kỳ công, cẩn từng chút kim tuyến, làm không biết bao nhiêu ngày tháng. Nhưng mà hôm nay đại chúng Pháp hội ai cũng hoan hỷ không quý vị ha? Hai vị này làm thì Ba La Mật cũng không có muốn Giác Nhàn quảng cáo giới thiệu lên, nhưng mà tự nhiên trong lòng Giác Nhàn lại quý mến. Không những bao nhiêu con người trong này thấy, nhưng mà trên Tịnh Thất Quan Âm cũng hơn 1.000 người đang online trực tiếp về trên đó, cũng như trên toàn thế giới. Họ đang chiêm ngưỡng đức tướng dung nghi của Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi mình khởi niệm lên, mình tùy hỷ một bức tượng gọi là tùy hỷ công đức, thì công đức rất là thù thắng. Hôm nay quý vị không có trực tiếp để in để làm, nhưng mà hôm nay quý vị nhìn tượng Phật, quý vị tùy hỷ, quý vị cũng ăn ké được một số công đức. Dạ, được một số. Dạ, Tam Bảo chứng minh cho hai vợ chồng. Dạ vâng. Quý vị thì không biết như thế nào, cho riêng bản thân chúng tôi là thích trang trí bàn thờ. Hiện tại trên chánh điện của Tịnh Thất Quan Âm trang trí lại cái chánh điện thiệt là trang nghiêm. Chúng tôi làm hai cái màn hình LED để hai bên có thánh chúng tiếp dẫn ở trên chánh điện. Mình không suy nghĩ ra, nhưng mà cái lòng tôn kính từ từ cái Phật gia trì, rồi cái trí của mình sáng ra, tự nhiên mình phát minh nó như thế. Mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh, mỗi cái phòng thờ, mỗi cái vị trí khác nhau, tùy theo cái lòng cung kính của mình như thế nào mà mình lại trang trí cái bàn Phật tương ưng như thế. Những cái đạo lý này nó thông thường thôi, nhưng mà nó có cái giá trị để cho con người đó tu tập giải thoát rất là cao. Có những người họ chú trọng nơi cái bếp, vô cái bếp của họ sạch sẽ, ngăn nắp, tủ lạnh đời mới, toàn là gà vịt đầy trong đó. Coi như là họ thích cái bếp, họ phải trang trí cái bếp nó thiệt là đẹp, có vậy phải không? Có người họ thích cái phòng khách, trang trí phòng khách thôi đẹp không thể tưởng tượng. Họ hưởng thụ bia rượu đồ họ tiếp khách. Có những người họ thích trang trí cái phòng ngủ họ, làm như cung vua khoái họ thích. Riêng Giác Nhàn là thích trang trí bàn Phật. Cái chỗ ngủ mình sao cũng được. Chúng tôi mới thiết lập cái bàn Phật ở trong cái thất riêng chúng tôi tịnh tu ở dưới khu chuyên tu. Đi xuống ở dưới Nguyễn Chí Thanh, nhìn thấy cái tượng lưu ly của Ngài Địa Tạng đẹp trong suốt 90 triệu một bức tượng. Chúng tôi nhìn không phong vân, không trả giá, không có tiết rẻ, bèn thỉnh mang về thiết lập cái bàn thờ của thân phụ thân mẫu chúng tôi, để cái cấp ở dưới Ngài Địa Tạng, để bên trên, trên cái vách treo bức Tam Thánh thiệt là trang nghiêm. Chúng tôi cứ đi qua đi lại nhìn biết, vì mình thích quá. Rồi trang trí thêm một cái tượng Quan Âm Tự Tại bằng cái đá thạch anh màu hồng, 70 mấy triệu một cái bức mang về để lên đó. Những loại gỗ Đài Loan quý thơm, chúng tôi thiết lập cái bàn Phật. Cứ muốn vô đó ngồi hoài, suốt ngày mở Chú Đại Bi, tụng Kinh A Di Đà của Thượng Tọa Chí Thót, tụng rất là hay. Suốt ở trong đó, cái từ trường trong đó tự nhiên mình vào mình thấy thích. Hàng ngày cái thân thể mình nó dơ giấy, quần áo dơ giấy mình phải tắm rửa, mình giặt giũ, tẩy uế cho nó sạch sẽ. Hàng ngày cái tâm của mình nó cũng vẫn đục do tham sân si mạn. Chưa thành Phật thì không thể nào thoát khỏi nó. Thành Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có một niệm tự tư tự lợi, không có một niệm ác niệm khởi lên. Cho nên Ấn Tổ nói bọn phàm phu chúng ta mà hàng ngày không có cái pháp môn để mà huân tu hàm dưỡng, để chuyển những cái ác niệm đi, thì vẫn là phàm phu mãi, một đời không bằng một đời. Đời này sanh ra làm người, nhưng mà đời sau nó sanh ra què quặt, nhà bần cùng hoặc làm loài súc sanh, nên một đời không bằng một đời. Cho nên bằng Phật là cái chỗ để chúng ta vô để mà gột giũa, để chúng ta huân tu hàm dưỡng, để chuyển hóa cái tâm dơ bẩn của chúng ta. Cho nên chúng tôi rất thích in hình Phật để tặng cho Phật tử. Vừa rồi Vu Lan hơn 500 tượng người ta thỉnh hết, không có bán, tặng miễn phí. Có người có tiền thì họ cúng dường, có người không có tiền thì họ thỉnh không, mà bù qua sớt lại cuối cùng cũng dư. Nó ngộ. Dư đó là cô hộp cô hồi nãy mới lên ở Bình Phước, cô phát tâm cô cúng dường mấy trăm triệu đó để là thỉnh 500 tượng. Rồi những cuốn sách nhỏ nhỏ vậy là cứ làm lên là cô phát tâm, rồi bảo thân tiết dục vân vân, địa ngục biến tướng đồ. Gia đình cũng không có giàu, bán vật liệu. Rồi chúng tôi hay kể là rất khổ vì ông chồng, cứ lén lén mở két ra phát tâm in miết, mà sao cô nói trong két con lúc nào cũng có tiền thầy. Đúng thì gọi rằng là pháp thí thắng mọi thí, lấy tịnh tài ra để phát tâm cúng dường, tự nhiên làm ăn lại được. Lúc trước không biết cúng dường trong kết là không có tiền nhiều như bây giờ. Cái này là cô nói sự thật chứ không phải chúng tôi nói để mà dụ dỗ cái gì cúng dường nha. Cái này là sự thật như thế. Còn mình cúng hay không cúng tùy mình, cho ai mà dụ dỗ được, đúng không ạ? Cái này là cô nói sự thật. Con cứ làm phước rồi tự nhiên con làm ăn, có lọc Phật cho sao mà nói trong kết lúc nào cũng có tiền mà nhiều hơn lúc trước. Rồi hôm nay năn nỉ xin ông chồng cho lên Vĩnh Nghiêm, cho lên trên chùa Tịnh Thất Quan Âm đi xa quá, ông không cho. Ở nay có chân thật cung kính, nói anh cho thì em đi, nếu mà anh không cho thì em ở nhà. Ngoan thế. Lúc trước cứ lén lén đi xong rồi về, ông la ông chửi, đi khám bệnh rồi sổ bệnh đâu. Thì những con người này họ vừa tu mà vừa trải nghiệm tốt. Thường con người chúng ta gieo nhân, khi quả nó hiện ra chúng ta không chịu. Gieo nhân ác mà khi quả ác nó hiện ra là chúng ta không chịu. Phải chấp nhận nó đến hoan hỷ. Thì thưa quý vị, các cái niềm vui chúng tôi cũng thông báo cho quý vị. Vừa rồi tổ chức lễ Vu Lan, số lượng người về Tịnh Thất cũng đông, mà online trực tiếp cũng đông. Số lượng người về Tịnh Thất cũng hơn 6.000 người, online trực tiếp nó đến 230.000 người. Và cái buổi chiều để cái file đó lại, tối nó khoảng 290.000. Chúng tôi hỏi chú Nhật Tính có đúng như vậy không? Chú nói đúng như vậy, chú chụp cái hình chú gửi cho chúng tôi. Trong lòng chúng tôi vui mừng vô tận. Vui mừng không phải mình được nhiều người hưởng ứng mình, mà vui mừng ở đây là cái tín hiệu của bộ văn sao, của Ấn Tổ truyền đời, có nhiều người hưởng ứng. Về dạo gần lại đây chúng tôi nói về cái bộ văn sao của Ấn Tổ. Lẽ dĩ nhiên có một số các người ở đây đọc vào nó chưa có đủ cái thiện căn phước đức, và cái tâm của mình nó chưa có nhập vào trong văn phong của Ấn Tổ, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà có nhiều người người ta đọc vô người ta thấy rất là phi thường. Cho nên hôm nay chúng tôi nói với quý vị cái lượng người họ hưởng ứng cái bộ văn sao Ấn Tổ. Chúng tôi in ra 5.000 bộ là 10.000 cuốn tam biên hết sạch rồi. Giờ đang tiếp tục chuẩn bị cũng khoảng 3 tuần nữa là 10.000 bộ văn sao tục biên về. Thì chúng tôi hứa là cái pháp hội đợt sau, họ vô tháng 8 là khoảng ngày 23 sau, chúng tôi sẽ mang hơn 1.000 bộ xuống đây để tặng cho quý vị cái bộ tục biên này. Và mới đặt ở Hồng Kông 5.000 cái máy, trong đó đọc văn sao với lại những cái bài giảng của chúng tôi, với lại có chú Đại Bi, có kinh A Di Đà, có niệm Phật vân vân. Cái máy này rất là giá trị. Quý vị cầm cái máy thì thấy bình thường, nhưng mà chúng tôi khổ công để làm lắm. Từng chút trong cái máy này là mới hôm qua chuyển 700 triệu. Bởi vì 140.000 một cái máy thì nó phải hết 5.000 cái là nó 700 triệu. Mới hôm qua chuyển xong. Không biết ở đâu bắt đầu chuyển, trả tiền lục trong ngân hàng lại có đủ. Ngộ thiệt. Mua 3.000 cái, 5.000 cái thẻ, 350 triệu là 1 tỷ 50 triệu, mà cũng chưa xong là còn mấy cái cục cắm điện á, nó không có, bên đó họ sản xuất không có, cho nên đợt này chúng tôi phải mua thêm cái cục đó. Ở đây có một số người lên Tịnh Thất vừa rồi đám giỗ thân phụ Giác Nhàn có cái máy đó, mà nó không có cái cục cắm điện, mình lấy cái cục sạc điện thoại hoặc mình ra chợ mình mua cũng rẻ. Thì đó là chúng tôi hôm nay đang xuyển dương cái bộ văn sao của Ấn Tổ. Vì sao phải xuyển dương cái bộ sách này? Vì Hòa Thượng Tịnh Không khi đến Đài Trung học Pháp với Ngài Lý Bỉnh Nam, học 5 năm sau, Ngài Lý Bỉnh Nam nói tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Cầm Ngài Lý Bỉnh Nam cầm cái bộ văn sao đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không. Tuy rằng Ấn Tổ đã vãng sanh để lại 32 cái răng, xá lợi vô số đủ màu ngũ sắc. Nếu ai đọc vào trong văn sao này hành trì thì thấy Ấn Tổ đang như còn sống. Ấn Tổ đang ở trong nhà mình. Mình không có thời gian đọc thì mình đi làm, mình mở máy văn sao ra mình nghe. Thầy Nhật Tính ông đọc cái giọng tốt. Chút nữa có mấy lá thư chúng tôi gửi cho quý vị, thầy Nhật Minh đọc cho quý vị nghe. Chúng tôi thì không có tài cán gì cả. Thực sự đọc vào văn sao mình hổ thẹn vô cùng. Hôm nay cái bổn phận xuống để giới thiệu cái bộ văn sao cho quý vị. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không phải ở 10 năm tại Đài Trung với Ngài Lý Bỉnh Nam để học cái bộ văn sao này. Còn riêng chúng tôi thì căn cơ thì thấp kém, nghiệp chướng thì sâu dày, phước báu thì cạn mỏng, không làm lên cái trò gì cả thôi. cho ôm bộ văn sao này suốt đời, gần gũi với Ấn Tổ. Hàng ngày nhớ đến Ngài, tự nhiên trong lòng nó vui. Nhớ đến Ngài tức là nhớ đến lời dạy của Ngài, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui. Chứ nhớ cái chuyện khác ở chừng nó khổ à. Nhớ nhà cửa xe cộ, cuộc sống rượng vườn, tiền bạc vân vân mọi thứ. Có phước báu thì mình nhớ, mình nghĩ, mình muốn cái đó tới. Mà không có phước báu trong mạng, không có tài, muốn nó không có tới, rồi khổ. Cho nên thành ra trong văn sao Ngài nói hàng ngày chúng sanh không nhớ Phật niệm Phật, cái công đức danh hiệu Phật bất khả tư nghì là một cái kho tàng quý giá vô tận, vô lượng công đức. Từ cái công đức đó rồi nó sanh ra cái phước báu tiền bạc của cải vật chất tài sản, vô lượng thọ mạng kéo dài, vô lượng quang tức là trí tuệ được sáng suốt. Bao nhiêu đời kiếp Đức Phật A Di Đà tu tập dồn chứa bao nhiêu cái công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức trong đó. Nếu chúng sanh nào hôm nay mà chịu tin dùng, tin tưởng và dùng tức là hàng ngày mà niệm thì thọ mạng kéo dài. Chúng tôi tin. Vừa rồi dỗ ông cụ chúng tôi có nói 73 tuổi sống đến 82, 9 năm suy tỉ ung thư máu. Điều này chúng tôi tin. Có một số người họ không niệm, họ không có tin, họ bài bác. Cái thọ mạng là quan trọng, cho nên Đức Phật nói khi chúng sanh nào về cõi của con là thọ mạng bằng với con. Nếu không được như vậy thì cũng không thành ngôi chánh giác. Thọ mạng của mình ở đây là ngắn ngủi, gọi là mạng trượt, ngắn ngủi. Muốn chết lúc nào nó chết. Nhưng mà mình chưa về tới Tây Phương Cực Lạc, ở Tây ngay cõi này thọ mạng mình cũng kéo dài. Mà kéo dài trong an vui chứ không phải kéo dài trong cái sự mà sống lâu mà bệnh khổ. Tin câu Phật hiệu. Cho nên ba cái pháp mà Ấn Tổ nói là thứ nhất đó là trì chú đại bi để tự lợi lợi tha. Chút nữa chúng tôi cho đọc cái lá thư này. Có cái người đó người ta đang niệm Phật bị vô hôn mê, Ngài gửi cho pha với nước uống cái người đó tỉnh ra. Cái thần lực thiên thủ thiên giảng bất khả tư nghị. Thứ hai đó là cái câu danh hiệu Phật. Thứ ba đó là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Hầu như trong tất cả 99 lá thư Ngài chỉ nói ba cái pháp này. Mà pháp môn niệm Phật là chính. Niệm Quan Âm trì chú đại bi là trợ hành, niệm Phật là chánh hành. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự cái pháp hội này chúng tôi đầu tư lo lắng kỹ lắm. Trước khi tổ chức là mấy thầy xuống từ tối thứ năm dọn dẹp, sắp xếp ghế bàn, thức ăn thức uống, xem quý vị như một người khách quý hay như các vị Bồ Tát tới đây để họ nghe cái pháp môn niệm Phật. Còn không phải Bồ Tát thì không dám vào. Thứ nhất là không đủ căn lành, cho nên thành ra vào mắc cỡ, bận chuyện vân vân mọi thứ họ không dám vào. Cái từ trường ở đây khác với cái tần số của họ, họ không dám vào. Mà hôm nay quý vị chịu vào, quý vị ngồi vào trong này, cả một cái phước báu căn lành nhân duyên. Tụng một thời kinh xong rồi nghe một thời thuyết pháp, cúng thí thực cho các vị hương linh, rồi phóng sanh trọn vẹn trong một buổi sáng mà bao nhiêu công đức. Mắt phàm không thấy, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng gà dài, thiết thành thập ngôn tán thán những người con của Phật A Di Đà. Hôm nay quá giỏi. Giỏi. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng muốn nói đến cái việc giáo dục gia đình. Ấn Tổ Ngài nói rằng trong cái thời đại hôm nay mà không lấy nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, giáo dục gia đình thì cái sự truyền đạo của mình không thành công, cái sự thuyết pháp của mình không thành công. Cho nên chúng tôi vâng theo lời của Ấn Tổ, lấy cái việc về giáo dục gia đình quan trọng. Mọi người thấy tưởng như là bình thường. Mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm bà, làm ông, mình vẫn sống như vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải giáo dục nữa. Nhưng mà quay lại nhìn rõ vào trong cái cuộc sống gia đình mình, nó bị bất an, lộn xộn, có vấn đề. Mà nhiều lúc mình bất lực, con cái nói không được, chồng nói không được, bởi vì tự thân của mình không có áp dụng cái lời dạy của cổ Thánh Thiên Hiền, mình không làm một người biểu pháp cho tốt, cho nên mình nói nó không có cái hiệu lực. Thực sự là như vậy. Thì cái việc mà giáo dục gia đình, Ấn Tổ nói cái người phụ nữ là phải giữ 4 cái đức. Lắng nghe cho kỹ. 4 cái đức của người phụ nữ đó là công ngôn dung hạnh. Đó là tứ đức của người phụ nữ. Vừa rồi dỗ thân phụ Giác Nhàn cái nói sơ chứ không có đủ thời gian. Hôm nay có thời gian, Giác Nhàn nói sâu vào chuyện này một chút. Tứ đức đó là công ngôn dung hạnh. Nếu một người phụ nữ đó được hấp thụ cái chánh khí của người mẹ, người mẹ cũng có được một cái công ngôn dung hạnh tốt, thì người con nhập vào thai và sanh ra 1000 ngày 3 năm chưa biết gì là mẹ bắt đầu nói ra rã rồi đó. Sau đó rồi lớn lên cho đến khi học vào đại học, cho đến cưới vợ gả chồng, vẫn dõi theo bước chân của người con trai, người con gái, vẫn giáo dục tiếp luôn. Mà nếu người mẹ đó mà có cái tính khí tốt, tâm bình khí hòa, học được lời dạy của Thánh Hiền, luôn luôn vì việc công, không vì việc tư. Nếu một người mẹ đó là vì việc tư, về tiền tài, thuận ích kỷ bo bo dữ đó, ăn uống cũng vậy, gọi là ăn mặc ở bệnh cũng như là cuộc sống, thì người phụ nữ này không có cái tấm lòng vì việc công, vì cộng đồng, vì công chúng, mà vì việc tư, thì đứa con này cũng hấp thụ cái tánh khí của người phụ nữ. Lớn lên cũng ích kỷ bo bo, về nhà chồng chỉ biết lo cho vợ, lo cho chồng, cho cha mẹ, người ta không có nghĩ đến nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà những người phụ nữ phải xem lại. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà lúc mà đầu tiên khai khóa tại đây, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Ngài nói: hãy vì việc chung, đừng lo vì việc riêng của mình. Khi mà lo vì việc chung, mọi người trong gia đình hội bổn phận lo trọn vẹn cho một gia đình vì việc chung. Mà trong khi mình lo vì việc chung đó, nó có cái việc tư của mình ở trong đó, nó có cái việc riêng của mình ở trong đó. Từ khi chúng tôi về lại Pháp hội là chúng tôi một mực mở lớp học giáo dục gia đình, Đệ Tử Quy, sắp xếp lo chùa chiền hầu như bên ngoài. Đến mãi bây giờ, đến gần 1 năm chúng tôi về lại từ bên Mỹ về, chúng tôi mới thiết lập được cái bàn Phật của chúng tôi. Cũng bàn Phật cho mấy thầy tu chung chứ không phải vì riêng chúng tôi nữa. Thì người phụ nữ này vì việc công, lúc nào cũng lo cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho anh. Có nhiều người, người ta lo đến mức độ mà người ta quên cả thân mình. Bà Hứa Tiếc, bà sống 101 tuổi. Hòa Thượng Tịnh Không đem lên đạo tràng Singapore, cổ lý một nghiên tán tháng bà, hỏi vì sao mà bà sống 101 tuổi mà bà lại khỏe. Bà nói suốt ngày tôi chỉ lo cho người khác, người bệnh, người đói, người khác. Tôi lo, tôi không có lo bao giờ cái tủ lạnh tôi còn đồ ăn hay không, mà lúc nào tủ lạnh tôi cũng có đồ ăn. Mấy cái người mà tôi giúp họ tự nhiên họ lén lén họ mang đồ ăn, họ tới họ để đó, nồi điêu xôn chảo. Hầu như là cuộc sống của tôi, quần áo người ta tới người ta cho tôi xài không hết. Tôi không có khi nào nghĩ đến tôi ra tôi mua mà sao tôi không thiếu. Cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng tôi nhớ: làm việc vì chúng sanh, còn bản thân của mình để Phật lo. Này là cái chữ công. Công tức là công chúng, là cộng đồng, là việc chung. Nó đối lại việc công đó là tự tư tự rời. Tự tư tự lợi là sự ích kỷ riêng tư của mình. Chuyển được cái tâm này không phải là dễ. Một người vợ bước ra ngoài thấy một cái áo đẹp, mua về lại nghĩ đến ông chồng, chứ không phải thấy cái áo đẹp là nghĩ đến mình. thấy những cái gì tốt nghĩ đến chồng, đến con, đến cha, đến mẹ, đến anh, đến bè, đến bạn. Thì cái tấm lòng người này rộng lượng vì việc công. Tứ đức của người phụ nữ phải lấy việc công để lên hàng đầu. Rồi đến việc cái thứ hai đó là ngôn, lời nói phải ái ngữ. Về dọn cơm cho ông chồng ăn, nói anh đã ngang, bữa nay ăn cho cố gạo trắng vô đi, vài bữa tưởng đường rồi không có ai lo đâu nghe chưa. Ngôn á, phát ngôn rất bừa bãi. Đại khái là toàn là lấy những cái gai góc gì để đổ ra thôi, chứ không có dùng cái ái ngữ được. Đáng lẽ nói anh à, sức khỏe của anh là cuộc sống của đời em. Đó. Nếu mà anh ăn đồ nó không có đầy đủ dinh dưỡng, anh ăn nhiều, anh buổi tối anh ăn nhiều quá anh bệnh rồi, ai mà đi lo cho em với lại cho con hả anh? Thôi anh ăn được này được sau, anh không có được ăn nữa nghe chưa. Nhưng mà nếu thực sự trong lòng mình nói được câu này thì trong lòng mình phải có pháp lạc, đúng không ạ? Trong lòng mình phải an lạc và cung kính ông chồng, xem ổng như Bồ Tát, đi kiếm tiền về nuôi mình với con. Hôm nay mình nghe cái lời giảng của Thầy Giác Nhàn, coi vào trong văn sao, thấy ái ngữ là ngôn của người phụ nữ quan trọng. Cái lời người phụ nữ nếu mà không có ái ngữ là gia đình tan nát như không. Nhà Phật cũng dạy cái gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cổ Thánh Thiên Hiền nói về công ngôn, nó đồng với lại cái lời nói. Lời nói đó là muốn nói đến ái ngữ mà Đức Phật dạy gọi là tứ nhiếp pháp. Mà trong lòng mình thực sự là an vui, cung kính chồng, quý mến con, học lời dạy Thánh Hiền. Lời nói mình mở ra một cái là con cái nó bắt chước liền. Nếu mà người phụ nữ lời nói mà bóp chát, không có dịu dàng, thùy mị thì đứa con này nó cũng sẽ bắt chước theo. Đúng không ạ? Đứa con nó học nhanh lắm. Mình dạy nó tốt, nó kêu má nói chuyện với ba như vậy, mà bắt con nói tốt sao con nói được. Có cái cô Phật tử đó hay. Ông chồng đi quýnh bài, không biết sao tự nhiên lục trong cái tủ cái tiền nó hết từ từ à. Tưởng đứa con lấy, hỏi hết mấy đứa con không có ai lấy tiền của mẹ hết. Thì cuối cùng biết là ông chồng mình rồi. Thì đợi con nó đi chơi hết, cho tiền đi coi cine hết, bắt đầu đóng cửa nói chuyện với ông chồng. Còn gặp mình về, tôi nói với ông á, ông nghe đồ ăn cướp, ông mở tủ tôi không lấy tiền nghe chưa. Con cái đu bu xung quanh đó rồi sao, ông tự ái chứ. Sực lại với nhau, hai người bóp chát qua lại. Một lời nói hưng thịnh nước nhà, một lời nói vùi lấp nước nhà. Nhà bắt đầu tan nát rồi. Cô này thiệt là hay. Đóng cửa lại, năn nỉ khóc với ông chồng. Em làm mồ hôi nước mắt vừa bắn vải mà giấu vàng ở dưới vải, kiếm tiền về nuôi anh, nuôi con. Bây giờ anh sắp tiền anh đi quýnh bài, sao em sống nổi. Thôi ông thề thốt, ông lạy lục. Ông kêu không có nữa, cái cổ bỏ qua. Cái vài bữa trong tủ cũng thấy, bắt đầu mất tiếp. Đợt này cô không nói mà cô uống thuốc tự tử luôn. Uống thiệt luôn. Lấy thuốc uống vô chở đi bệnh viện sốt ruột. Lúc đó ông chồng cũng sợ, bà uống lần thứ hai bà chết không ai nuôi mình, cho nên ông bỏ quýnh bài chứ không có chứ. Con ma quýnh bài này nó quá dữ rồi, ông bỏ được. Mà lúc mà uống thuốc rồi đứa con nó mới biết. Thì cái gia đình để mà ổn định được, chồng hòa vợ thường, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành, ngũ luân mà được ổn định được trong gia đình, không học lời dạy của Thánh Hiền thì không có cách gì mà làm được. Ngay Tịnh Thất của chúng tôi mà không phổ biến văn sao đưa vào kỷ luật là nó loạn như không. Quý thầy quý chú 130 mấy người, mấy cụ nữa là loạn như không. Từ từ ra rã nói văn sao họ sợ nhân quả, bắt đầu chuyển từ từ lòng. Cho nên cái ngôn hạnh của người phụ nữ quan trọng vô cùng. Người phụ nữ thực sự là phải nói nhẹ êm. Chứ người phụ nữ mà hiện ra cái tướng của người nam, chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, và làm với cái vẻ gọi rằng là mình biết hơn người, thì người phụ nữ này khổ. Đến già không ông nào dám gần mình là ở giá, là ở quá, một mình cô quả như không. ai mà dám gần mình nữa, cái miệng của mình nó khủng khiếp quá mà, ai mà dám gần mình nữa. Chỉ có vô chùa mà chùa cũng chịu không nổi thôi cho đi luôn, thiệt. Cho nên họa tùng khẩu xuất, ông bà mình nói họa tùng khẩu xuất, nó đúng y chang. Bản thân chúng tôi thì quý vị không có ở chung, quý vị ở tại đây biết chứ quý thầy biết. Khi một cái chuyện nào động trời xảy ra chúng tôi cũng không nói nữa, kêu thầy đó riêng lên để nhắc nhở. Một lần hai lần không được hợp chúng rồi cho đi, không có la quát, không có la quát họ. Thực sự là vậy. Công ngôn dung là hình thức bên ngoài, dung mạo. Nếu mà người phụ nữ đó có con có chồng rồi mà suốt ngày chỉ làm sao mặc đồ đẹp, áo gấm thiêu hột cườm chớp chớp nhá nhá, rồi lo cái thân mình trang điểm cho thiệt là đẹp, không nghĩ về đến chồng con gì hết, thì đứa con nó bắt chước nó cũng trang điểm như vậy. Rồi lớn lên ra con gái thì trở thành người phụ nữ ở làng chơi Ấn Tổ này. Nó bắt chước mẹ nó. Còn người phụ nữ này, dung mạo của họ ăn bận rất là lịch sự. Đám cưới họ bận đồ đám cưới, đến chùa họ bận đồ đến chùa. Hôm bữa có cô có nói, thưa thầy đến chùa mà trang điểm rồi bắt cara rồi xanh xanh đỏ đỏ được không? Thì cái chuyện này không có mang tội nhưng mà cũng không nên. Đến đám cưới lâu lâu mình chét chét mình chút được không? Đắp phân đắp son, đắp phấn đồ lên được. Thì cái chuyện là mình đám đám cưới mình cũng bạn bè mình lên màu lên mèn chút xíu cũng không ai nói. Đến chùa là mình để nó thôn mộc như vậy được. Bữa hòa thượng nói tôi lên tôi giảng đài truyền hình, nó kêu tôi phải trang điểm. Tôi nói không được, thà không giảng thôi chứ đừng có kêu tôi trang điểm. Nó phạm vô trong 10 giới sa di, không trang điểm phấn son quần áo lựa lộ tôi tốt, tôi không có chịu đâu. Rồi cuối cùng mấy ông đó mới chịu, đài truyền hình chịu cho ngày lên. Thì cái chuyện mà mình trang điểm là mình phải sống. Ở trong văn sao Ấn Tổ cũng nói, cái người phụ nữ mà hay bận quần áo hở trước hở sau là gió nó hay nhập vô những cái việc đạo đó, người này bệnh hoài. Không, cái này thật nó là như vậy. Quý thầy thấy mấy thầy bận quần áo đầy đủ không? Kín đáo, nào cũng kín đáo, Phật chế ra vậy. Nóng gì nóng cũng phải là đeo vô một lớp áo, bên trong một cái hậu rồi một cái y. Có ai bận áo lót có thêm nữa là 4 lớp cũng phải bận. Cái người đó mà người ta bận quần áo rồi tóc tai họ, mấy thầy thì không có tóc rồi, không, mấy thầy là sạch sẽ gọn gàng rồi. Mình thì mình làm sao cho nó gọn gàng một chút. Có cái bà cụ đó 70 mấy tuổi rồi mà không biết làm sao mà lúc nào cứ nửa tuần 2 tuần bà đi làm phi dê. Rồi trước khi bà ra đi là ông chồng thờ 3 năm rồi cũng không có đưa lên trên bàn thờ chung. Trước khi đi bà cũng cúi đầu nói anh bữa nay em đi làm phi dê cắt móng tay. Ông chồng chết rồi mà nó ngọt sớt đi. Về rồi nói anh bữa nay móng tay em mới làm xong, chào cả vô. Đứa con nó dắt lên chùa nói thầy ơi giờ má con vậy thầy giúp làm sao chứ ba con biết sao mà ông siêu được, ông nằm mơ bà thấy hoài. Ông đâu có siêu nổi đâu. Ăn cơm cũng lên mời, thôi bà thương quá cỡ mà 80 mấy thương gì đâu mà dữ dằn vậy ông ơi. Cái này là họ chấp vô cái hình thức quá, chết rồi mà cũng không tha cho ổng để đi đầu thai, đi để làm người. Cho nên là Đức Phật tuyên bố một câu gọi rằng là gì? Ái diệt hết khổ đau như thế. Cho nên cái hình thức của mình đứa con nó bắt chước theo. Hình thức của mình đứa con bắt chước theo. Bà Lưu Tố Vân cuộc đời bà sống rất đơn giản. Bà qua bà gặp hòa thượng bà cắt tóc ngang như vậy, nhìn bà rất đơn giản nhưng mà nó thanh thoát. Cứ mỗi lần mà mình vì cho mình để mà mình hưởng thụ trang điểm quần áo là bắt đầu mình đang hưởng phước. Thôi bây giờ bớt hưởng để cho mọi người hưởng. Lúc gần lâm chung là hưởng. Chúng ta nhớ cái lời của hòa thượng nói hoài, lúc gần lâm chung là hưởng, là thân không đau bệnh, tâm không hôn mê, Phật cùng thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chúng ta hưởng. Về Tây Phương Cực Lạc hưởng nhưng mà nó không có dướng mắt. Ở cõi này là hưởng ngũ dục tài sắc danh thực thì là nó dính liền, không thoát khỏi nó. Tâm phàm mà đụng vô đó là chết, khó thoát. có thì hưởng chơi, không có thì thôi, không sao. Có để mình dùng, không có thì thôi, không quan trọng, không đặt nặng. Thực sự là vậy. Công ngôn dung hạnh. Cái hạnh đức của người phụ nữ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đợi chồng về nấu một buổi cơm thiệt ngon, con cái phải mặc quần áo cho đàng hoàng, ăn một buổi cơm để mình kính trọng cái ngũ cốc, kính trọng cái buổi ăn, từng chút trong buổi ăn kính trọng. Có nhiều người về, mẹ thì ngồi một góc cầm điện thoại bấm coi tivi, cha thì ngồi một phía đó cầm bát cơm, đứa con nó về hỏi nói má có cơm không má, kiểu đó, ăn đi, có sẵn rồi đó. Thì đến từ từ bắt đầu cái gia đình này nó đổ nát, nó rối. Nó rối đến một lúc nào đó cái đứa con này cái tật nó thành tánh, măng nó thành tre rồi, bắt đầu uống không được nữa. Kêu nó nấu cơm nó không nấu được nữa, nấu xong nó xúc một tô nó ngồi góc đó nó ăn, kêu bà tới bà ăn đi. Coi như là gia đình bị rối. Ấn Tổ nói là 10 gia đình, tôi nói 9 gia đình là bị rối cái chuyện này. Do từ người phụ nữ mà ra. Hôm nay không áp đặt người phụ nữ nha, mà do từ người phụ nữ không được học lời dạy của cổ thánh tiên hiền để nung đúc người con trai, người con gái, một đời này kéo tiếp một đời và đời đời này truyền cho đời nọ, cho nên nó hư. Hồi xưa có những cái người phụ nữ được trở thành gọi là thánh nhân, được tôn trọng là thánh nhân, bởi vì họ sanh ra những người con dạy nó thành thánh thành hiền, có ích cho gia đình, có ích cho xã hội, cho nên thành ra người phụ nữ được tôn trọng là thánh nhân. Hôm nay chúng tôi nói những điều này, có những người Phật tử ngồi đây cũng như Đông Anh live trực tiếp trên toàn thế giới thấy rất là bình thường. Gia đình nó đã lỡ lúng như vậy thôi, lỡ rồi cho nó lỡ luôn. Bất lực. Mình không quay lại tự thân của mình để bắt đầu mình sẽ khôi phục lại cái lễ nghĩa này. Hôm trước chúng tôi nói dưới đây có một cái vấn đề, đó là cái ông đó ông bê tha ăn uống nhậu nhẹt hư rồi, quay lại về gia đình nữa là gia đình không nhìn ngó luôn. Ông nghe được cái đệ tử quy của ông Thái Lợi Húc xong bắt đầu ông quỳ xuống xin lỗi vợ ngay. Ông xin lỗi con, và từ giờ cho đi ông không có hành động như vậy. Xong bắt đầu ông mới cho con cái nghỉ học. Ông mời những người dạy về đệ tử quy này về nhà dạy 3 năm. Không cho học văn hóa nữa. 3 năm sau bắt đầu là gia đình ông bắt đầu ổn. Phải 3 năm. Mới 3 năm thì cũng chưa có phải là đạt tiêu chuẩn 10 điểm. 5 đến 6 điểm là cùng. Cho nên tại tỉnh thất của chúng tôi trên đó nó đang đi vào cái ổn định. Thầy nói trò nghe, trò nói thầy nghe, mọi cái sự việc bắt đầu nó đang đi vào trong ổn định. Chúng tôi muốn gia đình quý vị làm sao được như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái điều này, đem cái giáo dục gia đình, cái tứ đức công ngôn dung hạnh của người phụ nữ. 80 tuổi còn tập được không? Được. 80 tuổi còn học được, bởi vì cái bản chất của người 80 tuổi đó họ vẫn có cái tánh thiện, gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà nhà Phật mình gọi họ vẫn có cái Phật tánh của họ. Họ chạm đến lời dạy của Thánh Hiền, lời dạy của Phật, họ quay đầu được, họ sửa được. Cho nên hôm nay dạo gần lại đây chúng tôi coi trên mạng một số các thầy cũng bắt đầu đang hướng đến cái việc giáo dục gia đình. Nhưng mà chỉ dạy con em không chứ không dạy cha mẹ. Ấn Tổ nói lấy cha mẹ làm gốc, cha mẹ mà tốt được rồi con cái nó học theo. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói đến cái việc giáo dục gia đình. Ngay bây giờ mình nói rằng tôi không có con, tôi già, tôi lớn tuổi rồi còn về học nữa. Học để mà cho cháu, dạy cháu, và học để bản thân của mình trở thành người tốt. 80 tuổi, 90 tuổi cũng phải học. Hôm nay chúng tôi lấy cái lời dạy của Văn Sao Ấn Tổ trong Đệ Tử Quy, Cổ Thánh Tiên Hiền chúng tôi nói ra. Nếu những người nào mà thiệt sự có căn lành, có nhân duyên mà chịu vâng, chân thật vâng lời mà làm theo, chúng tôi nói là cái bản thân mình mà tốt rồi thì ảnh hưởng đến người khác, thực sự là ảnh hưởng người khác. Cũng như bản thân của chúng tôi bây giờ nếu mà thực sự gọi là không có đàng hoàng, không có tốt thì nói chúng nó đâu có nghe. Thôi đi tối ngày không có dạy chúng hút thuốc, hút men rồi làm đủ trò, đủ chuyện hết trơn. Mấy thầy không nhìn vô, ông kêu ông làm chưa ra gì mà ông dạy tôi cái gì. Mình vẫn là biểu pháp. thực sự mình vẫn là biểu pháp, mình tốt rồi bắt đầu những người khác người ta tốt theo. Cái đó là cái phước báu lớn. Không có cái phước báu nào mà dạy con cái để nên người tốt cho gia đình, cho xã hội trong hiện tại và tương lai. Không có phước báu nào lớn bằng. Mà cũng không có tội ác nào lớn bằng mà cha mẹ không biết dạy con cái. Cho nên gia đình nó loạn, nó hư rồi, rồi bắt đầu xã hội cũng hư theo luôn. Đó là cái tứ đức mà chúng tôi hôm nay nói đến quý vị. Ấn Tổ có nói về đức dục hải mông, 28 cái chữ, mà trong đó nó cũng có những cái chữ nằm trong bát đức: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Trước khi chúng tôi nói đến cái ba cái chữ tín, trung và thẹn. Biết thẹn, giữ chữ tín, giữ chữ trung. Trung tức là trung thành. Trước khi nói ba cái chữ này, nó cũng nam mang cái dính dáng vấp nói về cái giáo dục gia đình. Sau đó rồi chúng tôi mới nói đến cái thần lực chú Đại Bi. Sau đó rồi mới nói đến cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Bắt đầu mới nói đến cái pháp môn niệm Phật sau cùng, trong vòng 2 tiếng rưỡi ha. Giờ thầy Nhượng Bình đọc cái lá thư này. Cái lá thư này có nói đến cái việc giáo dục gia đình và con người đó niệm Phật. Sở dĩ họ không vãng sanh, lắng nghe nè nghe, sở dĩ họ không vãng sanh là do tâm của họ không giữ vẹn luân thường, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Cho nên tâm họ trái nghịch với tâm Phật. Cho nên họ niệm Phật nhiều mà không vãng sanh là do họ chứ không phải do Phật. Phật thì lúc nào cũng thương yêu chúng sanh như mẹ thương con. Nhưng mà riêng họ không vãng sanh là do họ không giữ đúng cái bát đức mà bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Trong này Ấn Tổ có nói với cái ông này thiệt là hay. Sau đó là Ngài nói đến cái thần lực của Đại Bi. Giờ quý vị nghe cái lá thư này nha. Hay cái lá thư này hôm qua chúng tôi ngồi ở khu chuyên tu. Chúng tôi ăn cơm buổi trưa mở ra, tự nhiên nghe đến cái lá thư 318. Hay quá. Nhớ số 318, chút nữa xuống cái in ra, bọc nhựa đàng hoàng kỹ càng. Vậy quý vị nghe ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc hai lá thư số 318 và 319 trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ và chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 318, thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều. Ông tuổi đã 65, đã 2 lần thọ giới mà vẫn chưa ăn chay, tức là chỉ biết vị ngon của thịt, chẳng biết mối họa khốc liệt của thịt. Lúc ăn tuy ngon, thử nghĩ đến nỗi khổ lúc phải đền trả, ắt sẽ chẳng nuốt xuống được. Nay ông đừng ăn mặn nữa, hãy nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Tuổi thọ đã tận, liền được Phật tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, so với sanh lên trời, làm thiên đế, thiên vương còn cao trỗi hơn, vô lượng, vô biên lần. Bởi lẽ phước trời sẽ có lúc hết, nên cần phải niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chớ nên sợ chết. Hãy sanh về Tây Phương, sẽ tấn tu dần dần, quyết định thành Phật. Hễ có bệnh, liền nguyện vãng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được chóng lành. Nếu sợ chết, chỉ cầu lành bệnh, thì tuổi thọ đã hết, vẫn phải chết, quyết khó được vãng sanh. Khuyên người niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chính là thành tựu cho người ta thành Phật. Ông chớ nên vì truy kiếm phàm phu của chính ông mà sanh lòng ngờ vực chẳng tin. Quan nghĩ ông đang bệnh nên tâm không yên, cầu quan cứu ông nên mới nói với ông lời này. Nếu vẫn không tin thì Phật cũng chẳng thể cứu được ông đâu. Vì sao vậy? Những gì quan vừa nói vốn lấy từ những lời Phật đã dạy trong kinh, chẳng qua trích lấy ý nghĩa để nói đại lược mà thôi. Đừng tưởng rằng Quan bỗng dưng bịa chuyện sau khi ông lành bệnh rồi. Hãy nên đọc khắp các kinh điển tịnh độ, sẽ tự biết rõ nếu sanh về Tây Phương thì mọi điều sẽ được chứng minh. Quan chẳng lừa dối ông. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Minh, nghĩa là dùng Phật Huệ để thấu hiểu giáo lý hồng tu pháp môn tịnh độ. Đức Phật nói hết thảy pháp môn tuy cao sâu huyền diệu, viên đốn thẳng chống, nhưng đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu đoạn chưa sạch thì vẫn chẳng thể liễu được, huống hồ kẻ hoàn toàn chưa đoạn được ư. Chỉ có pháp môn niệm Phật cậy vào Phật từ lực, nếu có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, không một ai chẳng được vãng sanh. Nhưng kẻ niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh lại ít, là vì ngu si vô tri, chỉ cầu phước báo trời người trong đời sau, hoặc chẳng sanh lòng hổ thẹn, thường làm chuyện bất hiếu, chẳng từ, bất trung, bất nghĩa, vân vân, là vì tâm trái nghịch với Phật mà ra. Lỗi ở nơi chính mình, nào chẳng phải Phật chẳng từ bi. Nếu trước khi người ấy chưa phát tâm niệm Phật, từng làm các điều ác, nay đã niệm Phật, hãy nên sanh lòng hổ thẹn lớn lao, thống thiết sửa đổi lỗi trước, thì cũng có thể quyết định vãng sanh. Phật coi chúng sanh hệt như con ruột, nhưng con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy, cha mẹ cũng chẳng làm sao được. Chúng sanh nếu chịu sửa lỗi hướng thiện, niệm Phật, chắc chắn lúc lâm chung sẽ được Phật rủ lòng, đích thân tiếp dẫn. Lá thư 319, thư trả lời cư sĩ Nghe Văn Khanh. Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân, biết ông không thể ăn cơm, chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mạn đầu, chưa đáng coi là bệnh, sao lại phải cầu thuốc Tây thuốc Tàu trị bệnh. Ông nói mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng một cuốn, nay lại muốn thầm đọc kinh Pháp Hoa một cuốn. Nếu tinh thần sung túc thì được, nếu không hãy chuyên lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh, sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm. Quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mặn, đáng gọi là si dại đến cùng cực. Ông vẫn cần phải nghiêm túc răn nhắc họ về lợi ích do được trợ niệm lúc lâm chung, và những họa hại vì tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc. Nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của la sát nữ, thì ông lẫn họ đều mắc họa thật sự. Chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai. Hiện thời ông hãy bảo con cái, dâu, cháu sớm tối bầu bạn niệm Phật với ông. Niệm đã quen thì mới hồng, nhờ cậy họ trợ niệm khi lâm chung. Nếu không, theo như lời Vương Thiếu Hồ, Châu Thạch Tăng đã kể, sợ họ sẽ do một niềm hiếu tâm mà phá hoại chánh niệm của ông. Họ chẳng làm chuyện kiểu đẩy xuống giếng, rồi lại còn hè nhau vần tảng đá to quăng xuống, quyết chẳng cam tâm. Con hiếu cháu hiền trong thế gian, nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người trọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiểu đó. Điều này trọn chẳng khác gì la sát nữ bảo người bị nó ăn thịt. Ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. La sát nữ do yêu thương mà ăn thịt, coi đó là tình yêu thật sự. Quyến thuộc vô tri do hiếu thảo mà buộc ông ngã mặn, do lòng hiếu mà tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc, khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm, vứt sạch công lao niệm Phật vốn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nhưng những hành động vô tri ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất, lại còn khiến cho người đã mất phải đọa trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì mới chịu dừng tay. Đấy chính là lòng hiếu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc vô tri. Ông Trần Phi Thanh sắp chết, con trai ông ta gửi thư đến, quan nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung và họa hại do phô trương bày vẽ. May là con ông ta làm theo lời quan bảo nên ông ta mất rất tốt đẹp. 3 ngày trước khi ông ta mất, họ nhận được thư quan. Khi ấy thần thức ông ta đã không còn tỉnh táo nữa, thường nói sảng. Trong thư quan gửi đến có kèm theo một ít tro hương đã được gia trì bằng chú Đại Bi. Họ liền pha nước cho ông ta uống, thần thức liền sáng suốt. Họ bèn trợ niệm cho ông ta. Ông ta còn lần chuỗi niệm theo, niệm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu mà tay vẫn còn lần chuỗi. Quan cũng bảo con ông ta, những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời quá nữa đều giống như lòng yêu thương của la sát nữ. Nếu các vị chịu làm theo lời tôi thì mới là lòng hiếu thật sự. Lời quan nói rất kích liệt nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động. Nay tôi lại muốn cho con cái, dâu cháu của ông đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh, nên mới lược thuật như trên. Bệnh của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu, hãy uống nước pha bằng tro hương, chắc sẽ được lành. Nếu chẳng lành, cần gì cứ nhất định phải ăn cơm. Cháo lúa mạch so ra bổ dưỡng hơn cháo gạo. Mạn đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày, há đáng để bận tâm ư? Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bệnh, chắc sẽ được như nguyện. Dẫu không được như nguyện, cũng chớ nên đâm ra si dại cố cầu, chỉ sợ đâm ra bị tổn hại vô ích. Nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối mà niệm. Chuyện thế gian mỏi mỏi đều toàn thân buông xuống hết. Nếu quyến thuộc của ông giống như con ông Trần Phi Thanh, ông sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời, cõi người thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu. Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục, một sức nhỏ như mảy lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liễu sanh tử nặng ngàn cân. Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét. Ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27 1938. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang đã vãng sanh rồi. Lúc Ngài ra đi, biết trước ngày giờ, để lại 32 cái răng còn nguyên vẹn, xá lợi ngũ sắc vô số. Hiện tại Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát đang ở bên Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta đọc lời văn sao của Ngài để lại cho hậu thế, Ngài ở bên đó Ngài nghe rất là rõ ràng. Đại Thế Chí Bồ Tát có thần thông, nghe được tiếng nói của chúng sanh từng loài, loài chim, loài cá, loài người, loài trời, loài quỷ, vân vân, trong 10 phương pháp giới. Hôm nay Thầy Nhật Minh đọc Ấn Tổ bên đó, Ngài nghe rõ ràng. Nhưng mà Ngài biết từng trong tâm của mỗi người có ai chịu vâng làm hay không nữa. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Trong tâm từng người có chịu chân thật vâng lời làm theo. Cái ông này Tịnh Cẩm Tịnh Cẩm Tiều bệnh nặng quá rồi. Cái ông bệnh vậy mà ông còn ăn mặn nữa, ông nên ăn chay đi. Cái bệnh đó là do nghiệp báo. Hiện tại bây giờ là do cái nghiệp báo mình ăn thịt chúng sanh nó bị bệnh. Đã đến cái lúc mà gần ra đi nữa thì oán thân trái chủ, loài súc sanh, loài người nhiều đời nhiều kiếp, ông cự không lại đâu. Cho nên nếu mà ông chịu ăn chay quay đầu sám hối thì cái nghiệp nó tiêu, oan gia trái chủ sẽ tha ông. Giống như cái mẫu chuyện lúc trước có đọc tại đây, cái ông đó làm nhà hàng, ông mua thịt về ông nấu cho người ta ăn thôi. mà mấy con thú nó kéo nhau cả đám, gà, vịt, heo, chó, lũ khủ đó tới, nó nói bữa nay tôi đòi mạng ông. Ông mới nói rằng là tôi chỉ mua về chứ tôi đâu có giết đâu, mà sao mấy ông lại đòi mạng tôi. Cái kêu mà nếu mà ông không có mua về, mấy ông không có nấu cho người ta ăn thì người ta ai mà giết. Ông nghe đến đó ông hốt cãi rồi, ông kêu thôi giờ cho tôi xin lỗi mấy ông đi, rồi tôi không có làm quán mặn nữa mà tôi chuyển qua quán chay, tôi cúng dường chạy tăng, tôi hồi hướng cho mấy ông. Mấy con thú đó nó không chịu, một số 1/3 nó không chịu, nó kêu ông nói rồi ông có làm hay không, tôi không chịu đâu, bây giờ tôi phải đòi mạng ông thôi. Có 2/3 loại thú nó kêu thôi, ông biết ăn năn sám hối rồi, bây giờ thôi để có thử ông làm hay không, nếu mà ông chịu cúng dường chay tăng, ông chuyển vào quán chay thì quá tốt. Thì 1/3 nó đồng ý, nó chịu theo 2/3. Thì cuối cùng ông làm y như lời ông nói là ông đổi vào quán chay. Thì ông tổ nói quán chay bán quá đắt, mà ông cúng dường chay tăng, ông hồi hướng cho cái bọn ông gia là rồi súc sanh mà ông mua về ông nấu cho người ta ăn á. Thì ý Ngài muốn nói cái đoạn này là mình ăn cũng có gián tiếp, chứ không phải là mình không có tội đâu. Gián tiếp sát sanh. Ngài khuyên rằng mọi người cố gắng ăn chay, rất là tốt, hợp dinh dưỡng. Thì như vậy là cái việc mà cái ông này là Ngài răng nhắc, Ngài nói khai thị cho ông, nếu mà ông bệnh á, cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài khai thị thiết yếu nè. Nếu mà ông bệnh mà ông cầu hết bệnh, mà thọ mạng ông hết thì ông không được hết bệnh đâu, ông chết. Mà cái tâm nguyện vãng sanh ông không có, do ông dồn vô cái ý niệm ông muốn hết bệnh, cho nên thành ra ông cũng mất phần vãng sanh, mà thọ mạng hết ông cũng chết, mất cả chì lẫn chài, sống cũng không được mà vãng sanh cũng không xong. Thôi bây giờ ông cứ nguyện vãng sanh, đừng có mong hết bệnh, mà thọ mạng ông còn ông lại hết. Mà nếu thọ mạng ông hết thì ông vẫn được vãng sanh. Mà khi mà ông đau bệnh như vậy mà ông cầu nguyện vãng sanh, thọ mạng ông còn ông sống lại là cái cơ hội để ông tin Phật, ông tin cái sự vãng sanh, ông tin cái câu Phật hiệu. Gặp nạn rồi ông vượt qua được nhờ cái pháp môn niệm Phật này, đó là cơ hội để ông tin pháp môn niệm Phật. Chứ còn bình thường ông khó tin lắm. Đấy. Thì đó là cái lời khai thị của Ngài. Và cái người mà muốn vãng sanh thì không cầu sanh lên cõi trời, không cầu làm người làm tỷ phú đời sau, chỉ một mực nguyện vãng sanh. Mà trong lòng của mình đó, thì không muốn vãng sanh, miệng thì nguyện vãng sanh, nhưng mà trong tâm bị luyến trần cảnh. Cái này là cái thất bại. Cái này là chúng tôi nói những lời khai thị của Ngài nha. Cái vấn đề thứ hai nữa, cái tâm mình nó không hợp với tâm Phật, vô nghĩa bất trung, trái luân thường đạo đức. Thì tâm mình làm sao hợp với tâm Phật được, mà mình lại được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Ngài dạy kỹ thiệt là kỹ luôn, cho nên đọc vào văn sao thấy đây là minh sư rồi, không còn lựa chọn gì nữa cả. Hòa Thượng Tịnh Không cũng phải nương cái bộ văn sao này 10 năm. Mình bị mất gốc, mình không nương bộ văn sao này là mình thất bại. Không biết quý vị bữa nay nghe như thế nào, chúng tôi nghe đến đâu nó rùng mình đến đó. Cái lời Ngài quá là tha thiết, chân thật. Nói với cái ông này tôi không có lừa dối ông đâu. Nãy quý vị nghe không? Nếu mà tôi nói láo là tôi phải đọa địa ngục. Cái chuyện mà vãng sanh Tây Phương không có, ông nguyện về bên đó mà không có Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ông là tôi đọa địa ngục. Bây giờ tôi nói láo, nhưng mà tôi không có lừa dối ông đâu, ông nên tin đi. Thì cái người có căn lành cái người ta tin liền. Cái lá thư thứ hai đó là gia đình họ tin liền, bèn lấy nước cho pha Ngài trì chú Đại Bi trong đó. Thì cái bằng Phật của quý vị chúng tôi khuyên là quý vị để một số nước, nước trong, nước La Vi, Vĩnh Hảo gì, quý vị để một số nước chai nước nhỏ nhỏ để trong ở trong bằng Phật. Mở chú Đại Bi, mở niệm Phật suốt ngày mình lên công phu, lấy nước đó uống. Và Thượng Tịnh Không nói gọi là lễ Phật uống nước cam lồ, lấy nước Đại Bi mình uống. Đó chút xíu nữa chúng tôi nói cái điều này. Bữa nay có hai mẹ con đi lên đây mà mỗi ngày cổ trì có 3 biến Đại Bi. Cổ trì 21 ngày mà cổ tha thiết quá mà hết bú. Mà bữa đáng lẽ là Vu Lan cổ lên mà cổ bận cổ lên không được, bữa nay cổ đến đây. Cái này chúng tôi nói là sự thực. Bây giờ chúng tôi nói về cái đức dục khải mong một chút xíu, 4-3 cái chữ. Thứ nhất là thủ tín. Người biết giữ chữ tín, chẳng nói năng bừa bãi, nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tín, chuyện gì cũng giả tạo, bị người khác chán bỏ, chẳng bằng trâu ngựa đâu. Người mà mất chữ tín rồi thì thân của họ là thân người, họ bận áo người, họ đội mũ người. Mà Ấn Tổ nói là trong lòng dạ của họ đã mang loài thú trong đó sẵn. Đội mũ, mặc áo, ăn cơm, mang thân người, mà lòng dạ là giả thú, chứ không phải là lòng dạ là con người nữa. Người biết giữ chữ tín, tín vi công đức mẫu, niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Hôm qua không biết sao tự nhiên đau đầu kinh khủng luôn. Chúng tôi mới nghiệm lại là thấy là một số những công việc bằng điện thoại, liên lạc để mà chuyển tiền máy móc với cô Sâm ở bên Hồng Kông, làm một số việc trả tiền kệ inox vân vân một chút xíu, khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi không biết cái sóng nó vô trong đầu, nó khó chịu cái đầu kỳ cục luôn, đau đầu. Thì bèn mở ra cái đoạn của ông Thái Lỡ Hút, ông nói mỗi lần mà tôi cầm điện thoại tôi đưa lên tôi nghe là cả một mặt bên phía bên này là tôi nó tê liệt. Nếu mà nghe hoài thì không nói gì, thần kinh nó tê liệt nó không nói rồi, nó quen rồi không thấy bình thường. Nhưng mà lâu lâu nghe vô tôi thấy tôi tê liệt một bên, nửa bên thần kinh bên tai. Thì chúng tôi thấy nó hơi đau đầu khó chịu. Và có một lần đi xuống Phú Yên để mà cho quà, tối sau tự nhiên sạc cái điện thoại của mấy chú, điện thoại 312 để đó cái quên đưa thầy Nhượng Phổ, mệt quá ngủ, sáng ngày mai dậy đau đầu, không thể tưởng tượng được. Cái sóng nó nằm ngay chỗ cái đầu mình luôn, cái điện thoại đang mở chứ không phải tắt nguồn. Thì chúng tôi cảnh báo với quý vị, nếu mà quý vị nghe điện thoại nhiều mà cái áp vô lỗ tai mà không nghe bằng sợi dây, hoặc là giảm bớt đi, hoặc là nhắn tin đi. Hôm nay là chúng tôi kêu thầy Nhật Minh trên đó là chúng tôi nhắn tin, không dám mở ra để gọi. Thì cái sóng điện thoại này nó làm cho cái hệ tuần hoàn của não của mình bắt đầu nó diệt lặng. Bây giờ ai trong túi cũng có cái điện thoại, nó làm cái thần kinh mình bị tê liệt hết, trí nhớ mình không còn, khờ. Lạm dụng cái điện thoại để mà mình liên lạc, tưởng là tiện việc lắm mà cuối cùng nó lại bị hại. Một cái điện thoại thôi mà nó làm cho con người này nó khó chịu trong người. Tự nhiên cái nó mệt, nó khó chịu trong người, muốn cảm luôn. Chúng tôi nói có chết cũng phải lết xuống đây, chứ không có thể mà thất hứa cái pháp hội hôm nay được nha. Trưa hôm qua còn xong đồ xong xuôi hết rồi, cái bắt đầu buông nó ra, giao hết không có giữ nữa, khóa lại hết, bắt đầu niệm Phật, niệm Quan Âm cầu nguyện cho con có sức khỏe xuống. Hôm nay một tháng tổ chức pháp hội một lần, bao nhiêu Phật tử người ta chờ đợi, không xuống như vậy là phụ lòng họ, Quan Âm gia hộ cho con. Xuống xe xong rồi tối về ngủ một đêm, sáng mai dậy được khỏe. Thì chúng tôi tin cái công đức phóng sanh, tin cái công đức vì mọi người, có Phật gia trì, Phật gia hộ. Hôm nay chúng tôi nói như vậy để quý vị lỡ mà làm cái chuyện gì nó có bệnh hoạn, nó có cái gì trở ngại thiệt thòi cho mình, một mực niệm Quan Âm vì mọi người, tha thiết, giữ chữ tín, không thể thất hứa được. Thì khi mình phát cái tần số này lên rồi, có Phật Bồ Tát đứng sau lưng giúp chúng ta. Con đi làm cái việc chung chứ đâu phải việc riêng của con đâu. Xuống phóng sanh, cúng thí, giảng hướng dẫn Phật tử tu tập rồi đây mà sao mà gặp chướng duyên như vậy. Tha thiết với Phật, Phật gia hộ. Ý chúng ta muốn nói lúc quý vị khởi niệm lên để đi pháp hội, đi làm thiện, nó có nhiều cái chướng duyên với quý vị. Chướng duyên đó là cái nghiệp từ trong tâm mình đã xuất hiện, bằng mọi cách mình phải chuyển nó, nhờ cái pháp lực, cái thần lực của Phật gia trì, thì từ từ bắt đầu nó sẽ chuyển. Thì như vậy hôm nay mình giữ cái chữ tín là mình nói gì là mình phải làm theo cái đó, không thể bỏ được. Thà không nói thì thôi, không bày ra thì thôi, nói là phải làm. Đối với đứa con của mình, với chồng của mình, với mẹ với cha của mình mà mình bội tín, tức là quay lưng lại với tự tín mà thất tín rồi, người ta khó thể tin tưởng mình được. Cho nên thành ra trong này Ấn Tổ mới nói là nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương, con người thiếu chữ tín, chuyện gì cũng giả tạo. Sở dĩ con người đã không giữ chữ tín được thì trong tâm họ có cái gì xuất hiện? Lắng nghe nè. Trong tâm người này thường là không chân thật. Cái người mà không chân thật thì thường người ta miệng người ta nói một đường mà tâm người ta nghĩ một ngã. Quý vị công nhận gì nào? Vì sao mà họ lại không chân thật? Nó có một cái điều xuất hiện, đó là họ tự tư tự lợi, muốn riêng cho họ, cho nên thành ra họ phải lừa dối mọi người. Họ không chân thật cho nên mất chữ tín. Chúng tôi kể sơ một cái câu chuyện kiếm hiệp hồi xưa chúng tôi nói cho quý vị nghe. Cái ông này là ông làm trọn vẹn chữ tín với lại là chữ trung. Ông Từ Thử Hoàng này là một bạo chúa, ông quá ác, ông ác kinh khủng quá. Những quan thần ở dưới kia bây giờ là phải giết ông Tần Thủy Hoàng này thôi, chứ ông xây Vạn Lý Trường Thành, ông giết bao nhiêu con người chết. Thì ông quan cấp dưới đó, ông quen thân với ông Trinh Kha này, ông nói ông Trinh Kha này là có máu mặt về kiếm hiệp, về nghĩa cử, có thể là vì bạn mà có thể giết những người khác được. Đó, ông mới nói Trinh Kha bây giờ ông mang cái gói quà này đến tặng cho Tần Thủy Hoàng. Khi mà ông tới ông tặng, ông sẽ thủ sẵn một cái gươm đó, ông giết Tần Thủy Hoàng cho tôi. Thì Trần Thủy Hoàng, ông Trinh Kha này là cũng bạn thân, ân nghĩa với cái vị quan thần này quá lớn. Kêu tôi ân nghĩa với anh, tôi hứa với ông là tôi phải lấy cái đầu của cái ông Tần Thủy Hoàng về. Nếu mà tôi không lấy đầu ổng được thì tôi chắc chắn là mất đầu. Rồi hai ông mới chích lấy máu hòa trong cái chén nước, hai giọt máu uống chung một chén nước, có nghĩa là lời thề này giữ chữ tín trọn vẹn. Thì chúng tôi có coi cái đoạn phim này lúc trước ở trên Đà Lạt, cái thời Tăng Sinh, Hòa Thượng Từ Mãn ngày còn sống, ngày kêu xuống tự nhiên ngày mở chúng cái thời sự ra, khoái ngồi coi một chút. Thì cuối cùng sao quý vị? Ông tới là cái mạng Tần Thủy Hoàng lớn, ông giết không được, ông rút gươm ra, ông giết Tần Thủy Hoàng mà quân bao giây cản được. Ông Trinh Kha này bị rớt đầu, lấy đầu. Nó nghĩa là ông Trinh Kha này biết tới là chết chắc, nhưng mà vẫn giữ chữ tín là trung thành với bạn. Giữ chữ tín với bạn là thà mình chết vẫn phải đến. Đó là họ đi vào cái con đường vì nghĩa cử bạn bè mà họ làm ác, họ không có sợ. Cho nên thành ra cái chữ tín mà khi bước vào trong hàng A-la-hán, Tư Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán thì cũng đi vào cái ngõ con đường của niềm tin. Tin vào tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, Đức Phật đã nói hành trì đúng vào tứ diệu đế này thì sẽ đắc được tứ quả thanh văn, Tư Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Tin tuyệt đối vô cái pháp tứ diệu đế, họ cũng phải vào bằng con đường niềm tin. Bước lên lộ trình của Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác cũng mới đi vào con đường thập tính, hàng Bồ Tát cũng thế. Về Tây Phương Cực Lạc cũng phải tính hạnh nguyện. Cho nên nói về cái pháp thế gian và xuất thế gian, lấy chữ tín này để lên hàng đầu. Người mất niềm tin rồi thì không ai còn tin cậy. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi nói không phải khoe khoang, tại Tịnh Thất Quan Âm sinh hoạt cũng như in kinh in sách làm tất cả Phật sự, Phật tử họ tin tưởng. Nói là Phật Pháp cho là cho, chứ không phải là mình nói người ta cho rồi mình gom góp tiền mình đi bán, không có. Sự thực là nó như vậy. Cho nên họ có tin tưởng, họ niềm tin đến Tịnh Thất Quan Âm. Đến hôm nay đại chúng mà chúng tôi mới cộng lại thì khu trên khu dưới là cứ tháng 800 triệu. Không có ngửa lời một lời đi xin ai, đi mượn ai, không có. Thực sự nếu mà thực sự mình thiếu phước, đi xin đi kêu gọi cũng không có. Thôi mình giải tán bớt. Bây giờ còn phước báu người ta cúng thì mình còn duy trì. Ở dưới 60 người, ở trên cứ ngày nấu 2001 sức ăn, đều đặn như vậy. Mấy cái thùng khui ra đủ để mà chi dùng hàng tháng, không phải làm cái gì cả, chỉ niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói còn niệm Phật, còn tin vạn đức hồng danh là không sợ đói mà, không sợ thiếu à. Chúng tôi nói không phải là khoe khoang, mà chúng tôi nói đây là cái công đức niệm Phật chúng tôi tin. Và người ta tin được Tịnh Thất Quan Âm người ta mới phát tâm. Không có ai gửi 100 triệu, 50 triệu hàng tháng cố định qua tài khoản, mà không biết ở đâu mà họ về, họ đi ngang qua họ cứ bỏ trong cái thùng, họ cũng không có nói năng gì cả. Những người Bồ Tát này họ về để họ lo cho Tam Bảo. Thì gia đình quý vị cũng thế thôi. Tin pháp môn tìm Phật, tin vào nhân quả, tin trong mạng mình có tài thì chắc chắn là mình không thiếu hụt đâu. Mà muốn trong mạng mình có tài thì giờ phải bố thí tài. Nó là như vậy, không còn con đường nào khác. Không có nhiều thì mình làm ít thôi. Trước chúng tôi phóng sanh chủ nhật có 500 ngàn, bây giờ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Vừa nghĩ đến phóng sanh được họ đợt này 100 triệu là có người ta gửi vô phóng sanh 100 triệu. Thực sự mình làm mà chân thật, cảm đến long thần hộ pháp, quỷ thần, đến từng tấm lòng của những người Phật tử họ phát tâm, làm đúng như lý như pháp, phước báo hưởng không hết. Thực sự phước báo hưởng không hết. Đó là giữ chữ tín. Chúng tôi chỉ nói sơ, nói về chữ trung. Một mực giữ chân thành, chẳng hề dối trá, thờ cha mẹ, tiếp vật, trọn chẳng hai lòng, chỉ mong trọn bổn phận, chẳng bận tâm người khác. Chỉ mong trọn bổn phận, chẳng bận tâm người khác. Người khác người ta có tốt với mình hay không, người ta có như thế nào, kệ, mình cứ tốt đã. Chỉ mong trọn bổn phận, chẳng bận tâm người khác. Có biết tới hay không, con người được như thế, gương mẫu của thế gian. Thường người vợ ở nhà hay sao? Em nấu cơm em đợi anh về, sao mà anh đi nhậu nhẹt, anh đi đâu mà anh không về? Cứ nấu cơm trọn bổn phận đi, ông không về trước mình cứ ăn lên niệm Phật, ông về ông ăn sau chứ có cớ gì mà phải lo. Bữa vừa rồi có cái tên cũng cùng với tên chúng tôi, tên là Diệu Nhàn. Cô lên, cô nói thưa thầy, con nói là người phụ nữ là con khổ nhất, không ai bằng khổ bằng con. Ở chỗ này có mấy người cũng nói vậy nè. Hỏi sao cô khổ? Trời ơi, ông chồng con thôi, không có chuyện gì ông làm. Con nấu cơm mà cái 2 tiếng đồng hồ con đợi ông về là thầy biết thầy con thầy biết con là con ngồi trong địa ngục. Mà con dọn cho ông ăn xong rồi trong lòng con nó khó chịu, mà tối người ta đi ngủ hết rồi, bắt đầu là con chui vô một cái xó, cúp đèn tối thui bắt đầu khóc. Khóc cho thân phận người phụ nữ sao mà nó chân chiên như vậy. Khóc một mình mà không dám khóc ra tiếng, sao ra tiếng rồi ông ngủ không được, ông ra ông đá cho chết. Cứ ngồi thui thủi hít khóc một mình. Quý vị biết kéo dài bao nhiêu năm vậy mà không chết, hay thiệt nha. Con nói nó khổ, con nói là con khổ rồi, con nghĩ về sao mà mẹ con bỏ con như vậy. Thôi nó ngủ, nó nghĩ đủ thứ khổ mà con cứ tắt điện con một mình con khóc thầy. Sau đó rồi con nghe pháp của thầy xong rồi, trong 2 tiếng con đợi ông là 2 tiếng con niệm Phật. Và ông chồng con chưa về thì con lên bàn thờ con niệm Phật. Thầy biết nhờ cái pháp môn niệm Phật ăn chay của thầy cứu đời con. Bây giờ con hết khổ rồi, con nhìn ổng như một người bạn thân, bạn trai, hoan hỷ vô cùng. Bữa nay con gặp cái cô ở Đài Loan về, cô khổ gì má cô, thôi con dắt lên cho con nói không chuyển, bây giờ thầy nói giùm cô này đi. Thì cô nói rằng là cũng là một tâm niệm đó mà nó gần rớt xuống địa ngục rồi, ngồi trong bóng tối khóc một mình, nó khổ thì biết cơ man nào. Sáng dậy hai con mắt nó sưng dù lên, hỏi sao bữa nay em con mắt sưng vậy, kêu ngủ không được nó sưng chứ không dám nói khóc nữa. Bây giờ gương mặt của nó hoan hỉ vô cùng. Con hết khổ rồi mà chỉ có một chuyện là còn ổng chưa chuyển ổng được là đi chùa, ổng cho đi theo, ổng cho đi chùa thôi à. Ổng kêu đi lên nó cúng dường cho mấy thầy chùa, nó ăn hết tiền của tôi làm sao. Nói vậy chị nghe nổi không? Cái này là cô mới gặp chúng tôi, cô kêu là bữa nay cuộc đời con là bữa nay con nhìn cái gì nó cũng vui, lá rồi nó rung, con kêu nó đang cười với con. Lúc trước con nhìn cái hoa nó nở, nó kêu nó đang nhe răng với con. Tôi khổ quá đó mà. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, khi cái tâm nó khổ nó nhìn cái thứ gì nó cũng là khổ trơn. Nó kêu con nói cho cái cô này không được, có Đà Loan về cũng quá khổ để thầy nói giùm đi. Thì kêu bây giờ niệm Phật với cô thôi chứ nói gì nữa đâu. Niệm Phật thôi, nói gì được nữa, niệm từ từ để chuyển nghiệp chứ nói gì. Thì cũng nói chuyện một chập rồi bắt đầu mới hiểu ra cái người phụ nữ nghiệp xong nó nặng dữ người ta. Tính ra bây giờ cái người phụ nữ đi tìm chúng tôi đông hơn người nam. Họ quá khổ à, cái nghiệp họ quá nặng rồi cho nên họ quá khổ. Nếu mà chịu niệm Phật, niệm Quan Âm thì cái ý niệm khổ đó nó nhường cho danh hiệu Phật, nó nhường cho danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì làm sao mà có khổ nữa, bởi vì không chịu niệm thôi. Cái lời này là chúng tôi nói nó đúng sự thật 100%. Mình cứ nhớ cái khổ, mình nhớ cái thất bại, mình nhớ những cái gì đâu thì nó làm mình khổ, chứ mình niệm Phật thì lại làm sao mà khổ được. Tận trung, chẳng hề dối trá. Nếu có người nào không dối trá thì chữ tính cho chữ trung người ta giữ được luôn, không hài lòng. Có một cái cô ở bên Mỹ, hầu như là chúng tôi giảng như vậy là họ bắt trực tiếp họ nghe. Người vợ biết là cái cô này cũng biết cái ông đó là có một đời vợ rồi, nhưng mà cái ông này không tốt, ông quá là thương cổ. Cuối cùng cổ đám cưới về, cổ ở chung và sanh ra mấy đứa con, 7-8 đứa gì đó. Xong rồi ông chết, bà vẫn giữ lòng trung thành, thờ chồng nuôi con, đưa qua tới bên Mỹ luôn. Mà này bên làm phước nhiều, làm phước dữ lắm. Mấy đứa con thời bên Mỹ mà thời mà nó xuống kinh tế xuống dốc rồi mà mấy đứa con làm ăn vẫn tốt. Vì cái phước báu của người Mỹ, có người mẹ đi gieo trồng quá nhiều. Cái lúc người mẹ mất là cả mấy đứa con nó làm hãng gì, xưởng gì nó nghỉ hết. Ở đó nó hộ niệm cho người mẹ. Chúng tôi gọi điện trực tiếp qua khai thị cho bà cụ, bà đi 12 tiếng mềm mại đẹp. Cụ này tên là Huệ Ngọc. Các gia đình phát tâm cúng dường mấy cái tượng trên Tịnh Thất, mạ vàng mà bằng nhựa composite của Đài Loan, 1,2 tỷ. Bộ nhựa, bộ tượng nó đẹp, trang nghiêm. Hôm nay chúng tôi để 3 cái tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí chính giữa, đẹp trang nghiêm. Họ cúng dường. Người vợ này giữ lòng trung thành, dầu là chồng chết lúc còn trẻ thôi, vẫn ở như vậy nuôi con đưa qua tới Mỹ. Nhiều người phụ nữ thực sự họ nung đúc để được cái lời dạy của cha mẹ, của Thánh Tiên Hiền rồi họ giữ chữ trung này trọn vẹn. Trọn vẹn chữ trung. Một chữ hổ thẹn, lợi lạc vô cùng, hễ có lòng thẹn gần gũi thánh nhân. Còn nếu không có, khác gì loài thú, giữ lòng hổ thẹn không gì mà chẳng tạm chế nghị được. Giữ lòng hổ thẹn không gì mà chẳng tạm chế ngự được. Đức Phật giáo huấn trang nghiêm đệ nhất. Tự hổ thẹn mình gọi loại là tàm. Không hổ thẹn với mình gọi là vô tàm. Không hổ thẹn với người gọi là vô quý. Hổ thẹn với người gọi là quý, hổ thẹn với mình gọi là tàm. Trên Ấn Tổ Ngài viết sách đầu tiên Ngài để chữ thường tàm, là thường hổ thẹn với mình. Dầu cho tu tập đạt được cái cảnh giới như Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà vẫn là thường hổ thẹn với mình, làm biểu pháp. Khi mà mình hổ thẹn với mình rồi, mình biết cái lỗi lầm sai trái, mình liền xin lỗi người khác rất dễ dàng. Còn không biết hổ thẹn thì người này không thể nào xin lỗi được. Bướng cãi, cái gì cũng mình là đúng hết, không có thể nào mình là sai. Sai sờ sờ mà nó vẫn là đúng thì người này không có chút hổ thẹn, đúng không? Có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi sao vậy, sao kia, sao nọ. Kêu dạ cho thầy xin lỗi nha. Không thực sự xin lỗi. Nếu mà mình không có lỗi mình cũng cứ việc xin lỗi để mình làm biểu pháp, cứ xin lỗi. Bên Mỹ người ta dạy vừa đụng người ta đi chiếc xe không có lỗi gì hết, sorry, 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 xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Người ta giúp mình cái gì là thank you, thank you, thank you, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Người này người trí thức, lịch sự người ta là vậy. Người có lòng thẹn rồi người ta luôn luôn thấy họ có lỗi, nhận lỗi về cho mình. Nếu mà hai vợ chồng thì ông chồng mà nhận lỗi hoặc bà vợ mà nhận lỗi thì có chuyện gì xảy ra nữa không? Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Mà cái người mà phục được phiền não rồi người ta mới hổ thẹn, người ta mới thấy mình có lỗi nha. Người mà không phục được phiền não rồi không thấy mình có lỗi, thấy mình là đúng. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ này thôi, mà khi mà mình áp dụng được rồi, bắt đầu con người mình có thay đổi. Nếu mà không có lỗi thì sao? Oan gia đối đầu, tôi đúng, bạn đúng, anh sai, tôi đúng, thì bắt đầu là oan gia đó. Gieo oan gia với nhau. Thì oan gia đối đầu với nhau trong đời này, lúc mình ra đi bắt đầu là oan gia nó kéo tới. Nhớ ngăn cái chỗ này, cái chỗ tâm lý quan trọng. Cái người đó không hổ thẹn thấy mình là đúng ngông ngông nghênh nghênh, người này gặp chướng nạn nhiều lắm, gặp không biết bao nhiêu chướng nạn. Đi đâu cũng gặp oan gia trái chủ. Nằm mơ thì lại là ngủ thấy gì? Oan gia chết, tới nó đòi mạng. Giống như cái ông mà làm cái nhà hàng đó, thức dậy rồi gặp người nào cũng là người oan gia trái chủ với mình luôn. Trong lòng của mình là muốn đối đầu, không biết hổ thẹn. Cuộc đời nó cứ lên bờ xuống ruộng hoài. Mình có nói vì sao mà tôi phải gặp bao nhiêu chứng duyên, tôi gặp bao nhiêu chứng nạn, sao người ta xấu với tôi nhiều quá. Mà nhìn kỹ ở trong tâm mình là cứ đối đầu với oan gia, không biết hổ thẹn, không biết xin lỗi, không biết nhường nhịn. Có một vị hòa thượng mới nói là Hòa Thượng Thiện Hoa thì phải, mẹ của Ngài cũng đặc biệt. Cái chuỗi bà niệm xuyên suốt mười mấy năm, có người đã bị tà nhập, bị điên á. Hòa Thượng vô nói các thầy vô mượn sâu chuỗi của mẹ tôi, tôi lo Phật sự nhiều quá, tôi chưa không có niệm Phật nhiều, mượn sâu chuỗi của mẹ tôi ra đây, mượn sâu chuỗi ra chồng cái người ta hết. Ghê thiệt, sâu chuỗi của bà nó có cái thần lực của Phật gia trì sao mà kinh khủng. Mà Ngài nói một câu chúng tôi nghe nó hay vô cùng, phải nói là đời đời về sau. Có thể mình áp dụng câu này: nhường trên một bước mà rộng đàn dễ đi. Người ta có muốn hơn mình cứ nhường đi, muốn hơn mình cứ nhường hết, gọi là nhường trên một bước, rộng đàn dễ đi. Cái câu này nó thấm thía mà nó hay. Đó là ba cái chữ tính, chữ trung và chữ thẹn. 28 chữ lận mà chúng tôi lượt ra hai chữ này, ba chữ này. Giờ nói qua cái thần lực chú Đại Bi. Vì sao mà Ấn Tổ lại trì chú Đại Bi vô tro, vô gạo, vô nước cho người ta? Bởi vì Ngài thấy cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị. Vừa rồi chúng tôi xuống Bồ Tát ngày 14 vừa rồi, đi ra ngoài tiệm thấy cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngài đứng ngàn tay ngàn mắt, mà có thêm mười mấy cái tay cầm búa, cầm dao, rồi cầm vải, rồi cầm hoa sen, cầm đủ loại hết. Thì tượng trưng như Đức Quan Âm Bồ Tát thị hiện vào mọi đối tượng: người buôn bán, người thương gia, người làm ăn, bất cứ tầng lớp nào Bồ Tát cũng ứng hiện vào để cứu khổ được. Cầm những cái pháp khí đó là tượng trưng như vậy đó. Chúng tôi coi vào trong đó thấy cái triết lý mà cầm những cái pháp khí nó là như thế. Và 11 cái đầu, mà cái đầu cao nhất đó là Đức Phật A Di Đà. Ngài là giáo chủ ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc, và Đức Quan Âm Bồ Tát là đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà, phò tá cho Đức Phật Di Đà để tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên cái đầu mà lớp cao nhất là của Đức Phật A Di Đà. Và trong cái bàn tay có con mắt ở trong đó. Cái này là cái biểu tượng triết lý rất là hay. Con mắt đó là tượng trưng cho trí tuệ, bàn tay đó là tượng trưng cho hành động, hay gọi là từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thì chúng tôi coi lại trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch đó, nếu người nào mà trì mỗi ngày chỉ 5 biến thì nghiệp của người này sẽ tiêu, giàu cho người đó tạo nhiều cái nghiệp ác của đời quá khứ. Cái này Hòa Thượng Thiền Tâm dịch, chỉ có 2 trang thôi, mà 15 cái công đức người trì trú Đại Bi không chết, không rớt vào trong những cái chết mà vì ác nghiệp. Giờ Thầy Nhật Minh đọc cho quý vị nghe cái thần lực của chú Đại Bi. Kinh Đà La Ni dài dữ lắm, chúng tôi coi qua xong chúng tôi lượt đúng ra mười mấy trang như vậy, mà chúng tôi đã lượt lại còn cả 2 trang này đó. Quý vị nghe nha, chúng tôi mới nói cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm khi ứng hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin đọc Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni vào đời Đường Sa Môn Già Phạm Đạt Mạ. Dịch giả cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật bảo tổng trì vương Bồ Tát: thiện nam tử, các ông nên biết trong pháp hội này có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quảng Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà La Ni Môn. Vị Bồ Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui nên mới mật phóng sức thần thông như thế. Đức Như Lai vừa nói lời ấy xong, Quan Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa. Đức Phật bảo: thiện nam tử, ông có tâm đại từ bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chính là lúc hợp thời, vậy ông nên mau nói ra. Như Lai tùy hỷ, chư Phật cũng thế. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu tôi mà bảo: thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự an vui lớn. Lúc đó tôi mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bây giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Khi tôi phát thệ rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật lại được nghe và thọ trì môn Đà Ra Ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị tỳ kheo ni, ô Bà Tát, ô Bà Di hay đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mất trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non niết bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng tu la tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các súc sanh tự được trí huệ lớn. Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, là chuyên niệm danh hiệu bổn sư của tôi, là Đức A Di Đà Như Lai. Kể đó tiếp tụng Đà Ra Ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Quan Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi. Như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng. Do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối. Dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11. Không bị chết do té cây té xuống núi. 12. Không bị chết bởi người ác trù ếm. 13. Không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 14. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế. Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh, thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp được bạn lành. 5. Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính giúp đỡ. 11. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh, Long Thiên Thiện Thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật, nghe Pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh Pháp, ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước trúng hội, chắp tay đứng thận, nở mặt mỉm cười, nói chương cứu mầu nhiệm, quảng đại viên mãn vô ngại, Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái đoạn ở trong kinh Tâm Đà La Ni của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch. Còn nhiều cái đoạn rất là hay trong cuốn kinh này. Lúc trước thì chúng tôi không đầu vào trong Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên, chỉ đọc vào Gia Ngôn Lục thì không nghe Ngài nhắc đến cái vấn đề trì chú Đại Bi, cho nên chúng tôi không có phổ biến. Thì có nhiều người nói sao lúc trước không có phổ biến về cái việc trì chú Đại Bi, hôm nay lại là phổ biến. Thì chúng tôi mới trả lời rằng là đọc vào trong Tam Biên, Ấn Tổ Ngài có trì chú Đại Bi, gia trì trong tro, trong gạo, trong nước cho những người mà lúc lâm chung họ bị hôn mê, nói sản á, cho uống nước, cho Đại Bi. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi lấy cái đoạn kinh trong Đại Bi Tâm Đà La Ni này để cho quý vị có tín tâm với cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm khi Ngài dùng nguyện lực để hóa hiện thân mình ngàn tay ngàn mắt. Nói ngàn tay ngàn mắt vậy thôi, cho trăm ngàn tay trăm ngàn mắt tùy theo cái tâm của chúng sanh tha thiết kêu cầu cứu khổ. Nhưng mà có một cái điều đó là không được nghi, với hai ông có phải cầu Quan Âm Bồ Tát để mình làm ác. Ví dụ mình nói rằng là con đang buôn bán với cái công ty đó, giờ Quan Âm gia hộ làm sao mà con đến con lừa họ được một số tiền. Cái chuyện này Quan Âm có gia hộ không quý vị? Vì tâm mình là tâm ác, đâu có tương ưng với tâm Ngài đâu mà gia hộ, đúng không? Nhưng mà Ngài Hải Hiền thì Ngài bị một cái mục trong chân không thể nào hết được. Thì khi mình bệnh thì mình tha thiết cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ, thì Ngài Hải Hiền lại niệm Quan Âm Bồ Tát lại hết cái mục. Một cái mục đó không bất danh y nào mà chữa hết được hết. Cái này là mục oan nghiệp, bệnh oan nghiệp. Cái bệnh oan nghiệp này thì cầu nguyện Ngài gia trì. Nhưng mà riêng Ấn Tổ là Ngài nói là khi mình niệm như vậy cầu gia trì, nhưng mà mình phát nguyện bản sanh hết cũng tốt, không hết cũng tốt thì mới được. Chứ nếu mà mình cầu nguyện cho hết bệnh không cầu nguyện bản sanh, mà lỡ mà bệnh nặng quá mà thọ mạng hết là mình không được bản sanh, mà thọ mạng hết mình chết luôn. Vậy cho nên thành ra cái thần lực chú Đại Bi này thì tốt nhất sáng quý vị trì khoảng 7 biến. Còn người nào mà giỏi là khoảng 21 biến buổi sáng. Rồi buổi chiều mình trì 21 biến. Còn nếu mà người nào mà phát nguyện trì một ngày 49 biến thì càng tốt. 21 biến thì nó vào tầm khoảng nửa tiếng. Có cô Phật tử bên đây của nó cổ trì nhanh rồi thì nửa tiếng trở lại giống hơn. Vừa rồi mới gặp cái cô ở trên Đức Trọng, cổ lên cổ nói khi mà con nghe cái đĩa đầu tiên mà thầy nói Ấn Tổ trì chú Đại Bi là mỗi ngày con 108 biến. Cô trì miết trong miệng nghiện của nó ngọt, mát mẻ trong người. Từ là văn vui, bi là cứu khổ mà. Trì trong người mình nó mát mẻ. Thần lực của Bồ Tát Quan Âm gia trì. Thì Ngài có phát cái nguyện là khi ai trì chú Đại Bi niệm danh hiệu Ngài mà nhất tâm không nghi, mà một mực mà nguyện vãng sanh nữa là hợp với bản nguyện của Ngài. Bởi vì Ngài đang ở bên Tây Phương Cực Lạc, cho nên lấy cái trì chú này làm trợ hạnh, đắc lực rất tốt. Hàng ngày mà mình trì Đại Bi mình không có, bài chú nó dài quá là mình sẽ lộn lạo và nó khó. Cho nên hàng ngày Ấn Tổ khuyên mình là niệm Phật A Di Đà thường xuyên, đừng gián đoạn. Nhưng mà thấy bắt đầu mình gặp cái chuyện rắc rối xảy ra rồi đó, mình thấy nó có cái tình trạng là thấy không ổn rồi đó, thì quay lại niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Trong tâm 5 chữ Quán Thâm Bồ Tát, tha thiết lạy Ngài. Rồi ban ngày, ban sáng tối mình rảnh, bắt đầu mình ngồi tập trung lại một chỗ. Có những người không có bàn Phật, như chúng tôi xuống dưới đây Thượng tọa Thanh Phong giao cho cái phòng không có bàn Phật, chúng tôi vẫn hoan hỷ ngồi xếp bằng trên giường đó mình trì. Không có Phật nhưng mà trong tâm mình đang trì chú Đại Bi, Phật vẫn chứng minh cho mình, đúng không ạ? Bởi vì mình không có điều kiện để mình thờ Phật. Ông chồng ông không có cho, hoặc giả là trong nhà mình không có đủ điều kiện, thì mình ngồi tại giường đó mình trì luôn. Mỗi ngày mà được 49 biến, trong này tiêu chuẩn nó 5 biến. Mà 5 biến mà trong kinh này nói là những hàng thượng căn à. Còn mình hạ căn, trung căn là mình phải 21 hoặc 49 hoặc 108 hay càng tốt. Vì cái tâm mình nó quá vọng rồi. Hôm nay cô Diệu Xuân đâu mà ta có mặt ở đây không vậy? Cô Diệu Xuân đi với đứa con trì mỗi ngày 3 biến Đại Bi mà hết bệnh bú. Nay có đi không vậy? Có ngoài thôi. Cô Diệu Xuân vô đây với thầy chút. Cái cô này là nhân chứng. Hôm bữa cô nói là con bị bú mà biếu bú ác tính mà coi như là không ổn rồi. Rồi con trì Đại Bi mà 3 biến là 21 ngày hết rồi, bữa nay tiếp tục con vẫn giữ. Cái hành trạng con này lạ. Khi lên cái chỗ trại khuyết tật ở trên Đức Trọng, chúng tôi xuống thăm sau khi lễ xong rồi trao quà đồ ở dưới đó, cô nghe cái nhà vệ sinh của người đó, chỗ khuyết tật nó bị hư rồi đó. Mấy người đó người ta nói 85 triệu cái tiền sửa sang. Chúng tôi nói thôi để chúng tôi trích cái quỹ của Tam Bảo ra để giúp mấy người khuyết tật tội quá. Thì hầu như là buổi phát trực tiếp chúng tôi họp đĩa ra là coi lại 5-3 lần. Khi mà có nghe chúng tôi phổ biến về vấn đề trì chú Đại Bi của Ấn Tổ, Ngài có trì chú Đại Bi á, tự nhiên cổ mới tin là do cổ bị bú mà cổ trì chú nó hết. Ngày có 3 biến mà có 21 ngày mà cổ quá tha thiết. Cô nói cổ quá tha thiết. Thì khi lên Pháp hội Tịnh Thất xong tham dự rồi xuống cái trại khuyết tật, Cô dành chúng tôi làm cái nhà vệ sinh 85 triệu. Chúng tôi kêu thôi để Tịnh Thất Quan Âm, kêu không, cái này cơ hội cho con làm phước. Khi mà trì Đại Bi vô rồi, cái tâm cứu khổ nó mạnh. Chia sẻ bớt cái đồng tiền của mình đi làm phước cứu khổ chúng sanh. Tự nhiên cái Pháp nó vô, nó lưu thông cái tâm mình, nó phải làm như thế. Vì mọi người, gia đình cũng không phải là giàu có. Khi mình tu cái Pháp Đại Bi vô là nó có tâm cứu khổ. Mà tu cái Pháp niệm Phật vô là nó đòi bản sanh. Nó lọ theo cái hạnh nguyện của quý Ngài mà. Nhưng không phải là niệm Phật không có cứu khổ, trong đó nó đủ, cái Pháp nó đầy đủ hết. Mà cái Pháp vừa niệm Phật đó là cứu khổ chúng sanh để bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hai mẹ con cũng vất vả. Đứa con cũng đi dạy về hàng không cũng vất vả, dành dụm chất mót từng đồng từng cắt đi làm phước. Bây giờ họ không muốn hưởng, họ cho người khác hưởng để chừng lúc lâm chung họ hưởng. Nên hôm nay chúng tôi nói những người này là biểu pháp, không phải là họ muốn khoe khoang, mà chúng tôi muốn nói lên để cho mọi người tin về cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nó màu nhiệm, bất khả tư nghị. Ông chồng cũng vậy luôn. Lúc trước ông chồng không chịu tu, bữa nay ông Tòng thấy cổ hết bệnh tinh, bữa nay lên cũng niệm Phật trì chú với cổ. Nhưng mà nhìn vào trong cái tâm trạng thì thấy rất là cung kính tam bảo, cung kính lắm, rất là cung kính tam bảo. Do cái pháp của Đại Bi, do cái pháp môn niệm Phật, nó lưu chuyển trong tâm con người, nó sắp sanh ra cái tâm lý như vậy. Còn nếu mình là phàm phu mà không có cái pháp Phật thì chịu chết, cứ làm gì được, vẫn là phàm phu là phàm phu, một đời không bằng một đời. Thôi được rồi, xuống. Cậu nói kêu cho cậu lên, cậu đứng, cậu nghe thôi, đừng có bắt cậu nói, cậu run. Thôi xuống. Tuốt với Hóc Môn mà sáng sớm là hai mẹ con chạy lên. Hôm nay chúng tôi thực sự muốn nói cho quý vị làm sao quý vị tin cái pháp môn niệm Phật, tin cái câu danh hiệu Phật, tin cái thần lực của thiên thủ thiên nhãn của bài chú Đại Bi, chứ chúng tôi không có phải khoe khoang gì đâu. Bao nhiêu con người ngồi ở trong này nó có cái nhân duyên với Tâm Bảo, cái nhân duyên với chúng tôi rồi, họ mới về đây, họ chịu ngồi, họ chịu nghe. Chứ nếu mà không có nhân duyên, không có niềm tin với nhau, khó nói lắm, nó không được đâu. Nói một lần là họ nghe, là họ chán, là tổ chức đợt sau là không vô nữa rồi. Thì cái trí mà con mắt ở trong bàn tay là tượng trưng cho hành động và hiểu biết. Thấy là phải làm, thấy điều xấu là tránh, mà thấy điều tốt là làm. Con mắt là tượng trưng cho thấy, là cái biết, là cái trí tuệ. Bàn tay tượng trưng là hành động, là hạnh nguyện, làm. Cho nên có hai vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ nhất gọi là Đại Trí Văn Thù ở núi Ngũ Đài Sơn. Chúng tôi có lên núi Ngũ Đài. Ngài Đại Trí Văn Thù ứng hiện ở tại núi Ngũ Đài Sơn. Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn. Chúng tôi cũng lên cái núi này rồi. Mà Đại Hạnh Phổ Hiền là cởi ông voi. Ông voi tượng trưng cho cái sức mạnh, kéo cây, kéo gỗ, không có loại thú nào mạnh như loài voi. Thì Ngài cởi ông voi tượng trưng cho là cái sức mạnh, là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Cái hạnh nguyện Ngài sao? Từ khi tôi ban sơ phát tâm tu hành cho đến tột cùng đời vị lai, một mực nhất giả lễ kính chư Phật. Đúng không ạ? Nhị giả xưng tán Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tôi đều lễ kính. Nhưng mà phải là Như Lai tôi mới xưng tán à. Như Lai tức là đầy đủ 10 đức hiệu và đáng xứng đáng để xưng tán thì Ngài mới xưng tán. Còn riêng tất cả chúng sanh nếu họ là ác tôi vẫn cung kính nhưng mà không xưng tán. Chỗ này Hòa Thượng Tịnh Không giảng hay. Từ bây giờ ban sơ xuất gia, ban sơ tu hành của hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền là tôi thấy tất cả chúng sanh là Phật tương lai, là cha mẹ của quá khứ, gà, vịt, heo, chó, tất cả các loài chúng sanh. Nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật của tương lai, tôi đều hết lòng cung kính, lễ kính. Mà nếu người đó là Như Lai rồi tôi phải xưng tán họ. Tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ gia hồi hướng. 10 lời nguyện của Ngài Phổ Hiền mục đích quy hướng dẫn chúng sanh về cực lạc. Cho nên ông ngụy mật thâm, ông đem vào trong tứ kinh tịnh độ, trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng nguyện vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không khi xem vào trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài bừng tỉnh ngộ ra là Phổ Hiền Văn Thù còn về cực lạc. Mình là kẻ phàm phu mà sao mình không nguyện về từ Tây Phương cực lạc? Thì lúc đó Ngài mới có tính tâm với tịnh độ. Cho lúc ở cái Đài Trung, Ngài Lý Bỉnh Nam nói gì thì nói, Ngài không phản bác mà không chấp nhận. Nhưng mà khi giảng vào Hoa Nghiêm thì Hòa Thượng mới chấp nhận được cái vấn đề nguyện vãng sanh. Hòa Thượng mới nói là Hoa Nghiêm dẫn tôi về cực lạc, Hoa Nghiêm giúp cho tôi phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc. Ngài giảng về Kinh Hoa Nghiêm. Còn Ngài Văn Thù là Ngài cởi sư tử. Sư tử nó tượng trưng cho một cái sự sắc bén, đó là để trí tuệ của Ngài. Mà con người của mình nó có 8 cái thức, mà vì sống trong cái thức này mà nó khổ đau. Tiền ngũ thức là nhãn, là mắt, nhĩ là lỗ tai, tỷ là cái mũi, thiệt là cái lưỡi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là 5 cái thức đầu tiên gọi là tiền ngũ thức. Nếu mà cái tiền ngũ thức này á, mà nó gặp trần cảnh, nó sanh ra phiền não, rồi nó gặp cái ý thức để mà phân biệt tốt xấu, thì nó gọi là lục tặc, 5 thằng giặc. Còn nếu mà tiền ngũ thức này mà chuyển thành được tứ trí thì trở thành lục thông, không phải lục tặc. Cho nên ở trong di thức học mới nói là tiền ngũ thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức chuyển thành sở tác trí. Cái ý thức là thức thứ 6, nó chuyển thành diệu quan sát trí. Cái thức thứ 7 là mạt na thức, là cái anh chàng mà đứng canh cửa trong cái A Lại Gia thức. Nó có nhiều cái chủng tử là như một cái kho, thì cái người mà đứng ngay cửa để mà canh đưa đồ tốt đồ xấu ra vô á, thì anh mạt na thức là thức thứ 7, gọi là ý căn. Nếu mà nó chuyển được thành là bình đẳng tánh trí. Còn cái A Lại Gia thức là nó chứa nhiều cái chủng tử thiện ác, cho nên nằm mơ quý vị. Nhiều lúc mình đời trước mình đi tu, đời này mình không có tu, mình thấy mình làm thầy chùa, đắp y đồ đi nghênh ngang. Nhưng mà đời trước mình không có giết, đời trước mình giết người, mà đời này mình không giết người, cái chủng tử nó còn ở trong đó. Mình thấy người ta trí, người ta giết mình lại. Thì cái A Lại Gia thức nó chứa chủng tử thiện ác trong đó, mà nó chuyển được gọi là đại viên cảnh trí, gọi là chuyển bắt thức thành tứ trí. Đại viên cảnh trí giống như một tấm gương nó lớn, tất cả vạn vật đến nó soi hết tất cả, nhưng mà nó không có lưu giấu lại, nó không có phân biệt tốt xấu. Cái gương thì không biết gì, nhưng mà cái đại viên cảnh trí tức là tất cả thiện ác, tất cả đúng sai, mỗi việc nó đến thì nó biết hết tất cả, nhưng mà nó không phân biệt. Cái người mà đạt được đại viên cảnh trí phải chuyển cái A Lại Gia thức trở thành bạch tịnh thức, gọi là đại viên cảnh trí. Thì Ngài Hám Sơn Ngài nói là chỉ có niệm Phật là chuyển bát thức thành tứ trí này là nhanh nhất, dễ nhất. Còn nếu mà tự thân mình để tu, để chuyển bát thức thành tứ trí mà tự lực khó. Vì trong cái danh hiệu Phật nó chứa trong đó gọi là vô lượng giác, là vô lượng trí tuệ ở trong đó. Cho nên khi mình niệm được rồi, nó chuyển bát thức thành tứ trí là dễ nhất, nhanh nhất, an toàn nhất, không bị sợ sai lẫn lộn. Còn tự thân của mình để mà mình tự chuyển mà không nhờ vào cái pháp môn niệm Phật, mình tự lực á, thì chuyển bát thức thành tử trí phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp lâu vô cùng. Cho nên Ngài Hám Sơn Ngài tán thán cái pháp môn niệm Phật chuyển thức thành trí là dễ nhất, nhanh nhất, an toàn nhất. Tự thân mình chuyển mà nhờ kim theo Phật lực gia trì để chuyển nữa. Cho cái người niệm Phật một thời gian người ta có trí tuệ, cái bộ óc người ta lưu được cái nhớ những cái điều thiện pháp rất tốt, và cái ác pháp từ từ không xâm nhập họ được. Cho nên mình đem cái chuyện ác đến cho họ, nó dội ra liền, họ không thích nghe, họ không thích nói. Bây giờ họ lo niệm Phật, cho nên thành ra cái chủng tử ác trong A Lại Gia thức nó bị triệt tiêu, nó bị đè phục rồi. Cho nên thành ra cái tâm họ không đưa hướng đến ác được. Mình đem đồ ác đi vô cái là nó dội văng ra liền. Còn cái người mà khi họ niệm Phật thuần rồi, trong tâm họ là chỉ thuần cái chủng tử A Di Đà Phật, họ lưu lại những cái dữ kiện, như ở trong cái computer nó lưu lại những cái dữ kiện toàn là những cái thiện pháp. Mà khi mà trong tâm họ lưu những cái thiện pháp thì họ thích đi làm thiện pháp. Mà khi họ làm được thiện pháp thì nó sẽ có thiện nhân. Rồi khi mà có thiện nhân rồi thì sẽ có thiện quả và thiện báo. Đúng không? Cái này hồi xưa chúng tôi học di thức Hòa Thượng Tâm Thanh Ngài dạy kỹ. Nói về pháp số thì thôi Ngài nhớ là phải nói. Cái này là chúng tôi đang lấy cái di thức ra để nói quý vị. Cái này là trình độ cao lắm mới nghe được. Mà mình mà dốt bà già trầu cái niệm A Di Đà Phật thí riết nó cũng chuyển thức thành trí à. Đúng không? Cho nên thành ra khi mà mình biết đây là điều thiện rồi thì gì? Dấn thân đi làm. Đó là hạnh nguyện, là bàn tay, là hành động. Cho nên nhà Phật mình đã có một cái câu gọi là tri hành phải hiệp nhất. Tri là biết, hành là làm. Biết điều ác tránh ngay, biết điều lành làm ngay, gọi là tri hành hợp nhất. Vì như vậy hôm nay chúng tôi nói sơ đến cái thần lực chú Đại Bi, mà chúng tôi nói sợ quý vị không tin cho nên phải dẫn kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch để cho quý vị yên tâm. Ở trong này ai thuộc lòng chú Đại Bi giơ tay cho cao lên cho biết. Ồ, giỏi, cũng khá nhiều. Thực sự nếu mà thuộc lòng trì mới nhanh được, đúng không? Nhanh nhưng mà không có dấp. Nếu mà nhanh như vậy á thì sẽ dấp. Nam mô Đại Bi Hòa Thượng Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hòa Thượng Bồ Tát, tu tiên nhập Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hán Trang Đăng 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 Đăng. Nó liếu lưỡi à, này nó liếu lưỡi tụng không kịp. Cho nên có một cô Phật tử có trì 7 biến á, là đếm 7 ngón, đúng không? Từ số 1 đến số 5 ngón là biết 5 biến. Hồi sáng chúng tôi trì 49 biến Đại Bi, làm 7 lần 7 là xong. Bữa nào mà bị pháp hội như vậy là chiều nay không có rảnh, tối hoặc là bận biệu là phải làm trước cho nó đủ số đã tính. Vào tầm khoảng 1 tiếng 15 phút 49 biến. Hồi hướng đồ xong là tiếng rưỡi. Không đau chân, không nhức, khỏe, ngồi trên giường làm. Ý chúng tôi hôm nay muốn nói không phải khoe khoang quý vị, chúng tôi trì nhiều mà chúng tôi tin vào cái thần lực của chú Đại Bi, để chúng tôi nói cho quý vị, để quý vị có niềm tin. 49 biến, 21 biến, 7 biến, 5 biến cũng được, 108 càng tốt. Mà trì sao cho nó đắc lực. Cái tốc độ như vậy là vừa. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bằng Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bằng Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bằng Bồ Tát, tiên tu tiên nhà vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Án Ra Đắng Na Na Ra Già Gia, Nam mô A Địa Gia Bà Lô Yết Đế. Tức là cái sức mình trì, cái tai mình nghe rõ ràng từng chữ từng câu, không bị lẫn lộn. Mắt của mình mở hí hí, không nhắm lại. Ấn Tổ nói khi mà nhắm lại là cái cảnh giới trong tâm nó biến hiện nhiều cảnh giới, không kiểm soát được. Mở ra nhìn như vậy tự nhiên thấy sao nó qua mắt đỏ đỏ xanh xanh chớp chớp, cái bắt đầu mừng trong đó, cái dính cho cảnh đó rồi ma cảnh nó nhập mắt. Hí hí nhìn mình không rõ, hí hí vậy là nhìn quý vị là không thấy rõ nữa. Là nó không có phân biệt, gọi là nhiếp nhãn căn. Tai nghe trì chú Đại Bi niệm Phật, nhiếp nhĩ căn. Miệng của mình đang tụng là nhiếp thiệt căn. Ý của mình đang nghe cái bài chú Đại Bi, nghe câu Phật hiệu là nhiếp ý căn. Thân của mình đang chắp tay trang nghiêm ngồi, thân căn đang nhiếp. Nhiếp tức là nó không có bị lộn xộn, nó không có bị bung lung phúng túng. Nếu mà nhiếp được lục căn mà thường xuyên niệm Phật, mỗi ngày 21 biến Đại Bi sáng tối đều như vậy, cuối đời lúc ra đi là thanh thản, không có cái on da gì nó bám trong người mình hết. Nhất là những người mà phá thai là thôi. Cái bà Đinh Gia Lệ đó, bà nói Hòa Thượng Tịnh Không là con phá 4 đứa con gửi vô chùa rồi, bây giờ nó có theo con không? Hòa Thượng nói nó không theo, nó không ở trong chùa đâu, nó theo cô á. Mà nghĩ vô khi Hòa Thượng nói vậy chắc là Ngài có thần thông thiên nhãn, Ngài thấy sao vậy nên Ngài mới nói như vậy. Hỏi bây giờ con phải làm sao? Cô phải thường xuyên niệm Phật. Nó theo là theo từ trong ý niệm của cô, nó thường xuyên niệm Phật. Cô thường xuyên niệm Phật thì nó cũng niệm Phật là nó diễn thành. Buổi sáng trì 21 biến Đại Bi là các vị đó hưởng cái thần lực của Đại Bi mát mẻ, còn hơn ăn uống gì khác là quý vị đang trả nợ cho họ, đúng không? Nó không có bám vô thân mình, nó không bám vô tâm mình được. Ngài có thiên thủ thiên nhãn mà, gậy búa dao rồi Ngài hiện đủ hình mà. Hôm nay là đến đây mình nghe để học, không phải nghe cho sướng tai rồi về quên hết trơn, không có trì biến nào. Như vậy hôm nay là mình đến đây là mình học để giờ mình tu, không ạ? Có nhiều người nói tôi coi sách được rồi, bữa nay giảng sư lên mạng thiếu gì, thôi bữa nay giảng sư lên YouTube đánh Thích Giác Nhàn một cái, hoặc đánh thầy này thầy nọ biết bao nhiêu, ngồi tại nhà được rồi chứ cần gì đến pháp hội. Mỗi thầy tu mỗi cách tu, mỗi kiểu nói mỗi kiểu, nhiều lúc mình không biết rõ ngõ nào mà mình lầm. Dĩ nhiên là mỗi người có mỗi cái nghiệp, cho nên quý thầy đưa ra nhiều pháp môn. Nhiều cái pháp môn niệm Phật là Đức Phật huyền ký. Trong thời mạt Pháp là ức người tu, chỉ có pháp môn niệm Phật này mới liễu sanh thoát tử, một đời vãng sanh. Những pháp môn khác khó đạt được, căn lành mình nó thấp kém. Mà nói về pháp môn tịnh độ là nương tổ Ấn Quang, là tổ sư thứ 13, là trong văn sao, là quý vị yên tâm. Không có phải nghi ngờ một cái gì, không phải lo lắng lăn tăn suy nghĩ đúng sai gì nữa cả. Như vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái bát thức chuyển thành tứ trí, nó không có thời gian, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái chủ lực của Ấn Tổ vẫn nói về cái pháp môn niệm Phật. sáng trì chú, tối trì chú, nhưng mà hàng ngày đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật. Cái đó là cái chủ lực chính, lấy cái pháp môn niệm Phật làm chánh hạnh. Vì cái lúc lâm chung đó, một câu Phật hiệu đơn giản, 4 chữ dễ dàng mình niệm. Vì vậy cho nên thành ra là bây giờ mình phải lấy cái câu Phật hiệu để vô trong tâm thường xuyên. Lúc đi đứng nằm ngồi, mới lòng đầu niệm nó nhạt nhè, nó yếu ớt, 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm nó bị cái vọng tưởng nó phá, văng ra niệm nổi, đề khởi không nổi. Đề khởi là nó văng ra liền. Học niệm nó rất là yếu ớt, nhưng mà nó ngấm ngầm từ từ rồi bắt đầu mình thấy nó rõ ràng, nó có cái tiếng động ở trong tâm. Ấn Tổ nói tuy rằng niệm trong tâm không nhép môi, không ra hơi, không ra tiếng, nhưng mà nó có tiếng động ở trong tâm. Cũng như mình suy nghĩ là chút nữa mình chuẩn bị về nhà nấu cơm cho má, có biết không? Biết chuyện đó không? Hôm nay đến tại Vĩnh Nghiêm, Tổ Đình Vĩnh Nghiêm rồi nghe giảng xong ra phóng sanh mình suy nghĩ vậy mình biết đúng không ạ? Niệm Phật mình biết không ạ? Nhưng mà cái biết nó yếu, mình chưa có huân tập nó, không có hàm dưỡng nó. Từ từ lần nó biết cái niệm Phật, từ từ nó reo rắc. Sau rồi mình suy nghĩ một điều: ồ chà, bao nhiêu năm trời nghĩ cái thứ gì bây giờ cũng thấy được cái chi đâu. Thôi giờ mình nhớ Phật, niệm Phật đi, rồi sự việc gì nó đến là nó đến. Bao nhiêu năm nay từ nhỏ đến giờ, tự nhiên Giác Nhàn nói với mình suy nghĩ đủ thứ, bây giờ làm được cái gì ta? Thôi bây giờ mình nhớ Phật, mình niệm Phật thử coi nó có gì, nó thay đổi không ta? Chắc chắn là thay đổi, là không thay đổi được, có thay đổi chứ. Mà nói một lần vậy cái tâm mình nó chưa có yên đâu, nó vẫn thôi, giống như con khỉ tâm vương ý mã, nó nhảy nhót lung tung. Từ từ bắt đầu lần lần nó bắt đầu nó thấm, hàm dưỡng từ từ. Cái người niệm Phật rằng người ta muốn quay vô, người ta muốn quay vô. Cho nên có nhiều người nói chúng tôi làm sao bữa nay phổ biến đại bi xen tạp vô mật tông, phải là tu không xen tạp, không hội nghi, không gián đoạn. Nhưng mà chúng tôi coi kỹ lại Ngài Thiện Đạo, Ngài nói cái không xen tạp hay. Nếu mà xen tạp là mình học giáo, là học giáo lý. Suốt cuộc đời mình học giáo lý, tam tạng kinh điển mình cứ lo mình học không. Rồi mình chuyển sang mình tu về mật tông, rồi tu tịnh độ tông, cái món nào mình cũng làm mà không ra món nào, không có món nào chính hết, thì gọi là xen tạp. Còn nếu mình lấy một món làm chính, đó là niệm Phật vãng sanh, còn niệm Quan Âm trì chú đại bi làm trợ hạnh. Bởi vì Đức Quan Âm Bồ Tát có duyên với chúng sanh rồi, trong cõi ta bà này chúng sanh đau khổ kêu cầu đến ngày này ứng hiện, cho nên Ấn Tổ mới giới thiệu cho mình cái bài chú đại bi. Mà khi vô bất cứ kinh gì cũng có bài chú đại bi. Sau đó rồi bát nhã đó là cũng của Bồ Tát Quan Âm. Trước là dùng cái đại bi cứu khổ, sau là dùng cái trí tuệ là cái bát nhã. Cho nên các vị tổ soạn ra thiệt là hay, trước đại bi sau bát nhã. Thời chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết hữu ách, đó là trí tuệ mới thấy ngũ ẩn này giai không được. Hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe mà nó im như vậy, nó an vui, nó thoải mái như vậy là cái trình độ quý vị bữa nay cao lắm rồi, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Nếu mà ngủ thì chị thua. Cái pháp này nó, quý vị nghe mà hiểu được như vậy là quý vị thấy không phải là đơn giản đâu nghe. Còn nếu mà ngồi ngủ là chịu thua rồi đó. Nhưng mà ngồi nghe mà nó hiểu được như vậy là quý vị trình độ không phải đơn giản đâu. Chấp nhận bài chú đại bi, chấp nhận câu Phật hiệu, chấp nhận nguyện vãng sanh, đây là thượng căn thượng trí. Những người này có duyên nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo rồi, mà mình luôn luôn nhận mình là hạ căn. Cho nên pháp môn tịnh độ là thượng căn cũng bao hàm trong đó, mà trung căn cũng bao hàm trong đó, mà hạ căn cũng bao hàm trong đó. Tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu mà. Cho nên chúng tôi ở trong này là không dám khinh chê quý vị, các vị Bồ Tát ngồi đây à, Bồ Tát thực sự. Cho nên phải lo cho kỹ càng, cơm nước phải nấu cho ngon, dọn ghế rồi sẵn ngồi rồi cho nó quay. Cho nên nãy giờ là quý vị về tu gọi là tri hành hợp nhất. Hành là hồi sáng giờ quý vị tụng kinh 7 biến đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm. là hành. Tri là nãy giờ quý vị đang hiểu, để nó đã thông tư tưởng. Chút nữa ra hành là mình phóng sanh cúng thí. Trong một buổi sáng thôi, lợi lạc bao nhiêu công đức mắt phàm không thấy, mà nó lại có công đức ở trong đó. Giờ là còn lại 15 phút nữa là đúng 11 rưỡi, là chúng tôi giảng 2 tiếng rưỡi. Hồi nãy là 9 giờ, thì trong vòng còn khoảng 15 phút nữa chúng tôi có vài điều để chia sẻ quý vị. Cũng còn mấy lá thư nữa, nhưng mà thôi để chủ nhật sau đọc trên Tịnh Thất. Mấy lá thư hay không à? Nếu mà ai không lên được thì coi online trực tiếp ha, có phát trực tiếp. Lắng nghe, chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi coi vào những lá thư của Ấn Tổ, rồi chúng tôi đưa ra một mệnh đề đúc kết chung cho con người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nó có những yếu tố này. Thứ nhất, người đó phải xả ly được ta bà. Mà cách xả ly là gì? Có của mà không vướng mắc, có nhà mà không vướng mắc, có chồng mà không vướng mắc, có con mà không vướng mắc. Sờ ở đó, tâm mình vẫn trọn hết bổn phận, không vướng mắc. Hôm qua vô thăm cô vợ của chú Cảnh là cô Hương Trúc. Cô này kinh khủng, bác sĩ nói ung thư cả năm nay rồi, thế mà rớt từng miếng thịt trong ngực, ung thư ngực rớt từng miếng thịt, không đau mới là lạ. Từ ở Sài Gòn chúng tôi nói thôi bây giờ con phải lên trên Tịnh Thất Quan Âm buông chú Đức An, bởi vì cô này chú Quảng Tịnh ông chồng cũng không có quyến luyến gì cả, của cải cũng không quyến luyến, mà thương mình chú Đức An này. Kêu thôi bây giờ con lên Tịnh Thất, nghe lời lên để chú Đức An với này chú Quảng Tịnh coi. Lên Tịnh Thất rồi ở nhà riêng bên ngoài của gia đình mua, cũng quyến luyến chú Đức An. Rồi chúng tôi mới lên nói một cấp nữa, bắt đầu mới vô phòng vãng sanh. Khi vô vòng vãng sanh rồi nằm đó mà cứ niệm Phật. Mấy lúc trước chúng tôi lên thấy là ổn, nhưng mà đến bây giờ tự nhiên sao nhớ Đức An quá, lòng của người mẹ quyến luyến người con, kêu sao con muốn đi ra, thở không nổi nữa, bây giờ muốn về. Rồi chúng tôi mới đứng khai thị một chập thiệt lâu, mà kêu bây giờ thở không được, về nhà nó cũng thở không được, mà ra khỏi đây là coi chừng tâm lực yếu, thân thể yếu, ông già nó giật câu cái là chết. Có nhiều người ra khỏi phòng hộ niệm chết, về nhà chết mất, không được ở trong tiếng niệm Phật. Sao mình phản bội với tư tưởng lúc trước là không có muốn chữa bệnh mà bây giờ lại muốn chữa bệnh? Sao mà lúc trước không muốn về nhà, đã hứa vô trong phòng đặc biệt rồi bây giờ trở về nhà, sao mà vô sự sanh sự vậy nè? Nói riết 15 phút, 20 phút bắt đầu gật đầu chịu ở lại. Bắt đầu mới năn nỉ rồi nói đủ kiểu. Chú Quảng Tịnh ông khổ cực biết bao nhiêu, ông xuống ông lo pháp hội phóng sanh, làm bao nhiêu chuyện gì cũng giao cho con, cũng hồi hướng cho con. Bây giờ con nằm đây con niệm Phật, không về với Phật mà bây giờ lại xin sanh chuyện nữa. Mà vô gục mặt xuống là không có nhìn chúng tôi. Chúng tôi kêu mở mắt nhìn đi, cũng mở hộp xuống vậy à. Thì chúng tôi kêu lúc mà khởi niệm như vậy là bắt đầu ông già nó dắt, nói riết xong bây giờ bắt đầu hoan hỷ. Thì chúng tôi thấy bị dính, không buông xả được. Ngay hiện tại nghe ung thư của công phu ít, làm phước thì nhiều, phóng sanh làm phước nhiều, cho nên bệnh nó không có đâu hành hạ. Cho nên nói tụ chung lại, người đó muốn ra đi nhẹ nhàng ngay bây giờ phải chịu buông xả. Nhưng mà buông xả phải thiệt khéo, đừng có về nói bữa nay tôi nghe thầy Nhàn, tôi với ông là thôi tôi buông xả ông á. Cái này ông quýnh phù bỏ chết, không được. Mình nói trong tâm mình thôi chứ làm chuyện mà mình tuyên bố lý do làm gì, đúng không? Trong tâm mình không thực sự. Có nhiều Phật tử người ta lên người ta nói cái chùa của thầy lễ nó đông như vậy, thôi giờ thầy xây cái chùa nó lớn vài 30 tỷ cả 100 tỷ rồi đi, vận động Phật tử. Trong niệm không có một chút, trong tâm không một chút ý niệm về như vậy. Thực sự nó không có duyên đến, Với hai nữa là nó chưa đến lúc để mình làm mà mình cũng không muốn làm. Ở nhà lanh quanh với mấy bà già ở khu chân tu, ngày hai thời cơm, buổi sáng buổi trưa, chiều một chút xíu bột cháy bắp rồi sơ sơ, rồi ra niệm Phật với rau, rồi niệm Phật với cá, rồi đi vòng vòng vậy thôi. Bây giờ cũng không muốn xây dựng làm gì kiên cố, thôi chùa tôn vậy được rồi, không khởi niệm làm gì cả. Một mực mong cầu Đức Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Không, thực sự chúng tôi nghe lời này là có Ấn Tổ nói mà chúng tôi hôm nay bắt chước. Cái người mà họ chịu buông được rồi, khỏe, trong lòng họ nó thanh thản, không vướng mắc gì cả, mà muốn buông cái trần thế này phải niệm Phật. Trong Kinh A Di Đà nói buông xả tất cả ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp là thân thể, như cô Trúc đến bây giờ cô nói con thở không được, con ngủ không được, thì cái đến lúc nó hoại rồi, thở không được, ngủ không được là chuyện bình thường, chứ giờ đi chỗ nào nó ngủ được, nó thở được. Khai thị riết rồi bắt đầu mới gật đầu chịu nghe, ở lại niệm Phật. Nên cái lúc lâm chung mà gặp thiện giới thức khai thị là nó quan trọng, nó dính vào đó ra không được. Buông xả ngã chấp là cái thân này, vẫn cho nó ăn uống tất cả mọi thứ, nhưng mà không phải nó đòi cái gì là được cái đó. Nó muốn ăn thịt ăn thà, nó muốn hưởng thụ không có cho nó. Buông xả được ngã chấp. Buông xả pháp chấp là vật bên ngoài thân, nhà cửa, tất cả mọi thứ không dính mắc, thì trong tâm của mình buông xả được. Cho nên Ấn Tổ mới chê những người là cái miệng nói buông xả mà trong tâm vẫn liếng trần cảnh. Người này không vượt vãng sanh. Sau khi mà mình buông xả được rồi thì cái hân nguyện này nó có giá trị. Nên cái câu mà tiên quyết để người đó vãng sanh đó là phải xả ly ta bà rồi mới hân nguyện tịnh độ. Còn nếu mà không xả ly ta bà thì hân nguyện dằn co cho vui, không ăn thua. Nhiều người người ta buông xả tốt, tiền có họ không mừng, mất họ không tiếc, có xài chơi. Nhất là mấy người phụ nữ, thôi mê tiền, mê bà cố, mê lắm. Ông chồng đi làm về mà không có tiền là cằn nhằn cử nhữ, thiệt tình. Anh đợt này đi làm sao mà đưa tháng này ít vậy cho con nào hả? Nói kiểu đó được không? Tại nó không có ngôn hạnh không có mà. Rồi nó sanh chuyện, một lời nói mà đi vùi lấp nước nhà, vùi lấp tâm ông chồng quá tốt với mình. Dẫu cho ông la sát, ông ác với mình, là lúc này mình đang trả nghiệp gì đâu mà phải cằn nhằn cử nhữ. Mà đã cằn nhằn cử nhữ là con nợ này đã dây dưa, không ở đâu ông báo cho chết luôn. Cái tiên quyết của mình là gì? Xả ly ta bà được rồi thì không cần 10 niệm, nhất cố di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo liên trì. Một câu di đà không niệm khác. Không niệm khác là nó buông xả được rồi đó. Mà còn niệm khác là còn chưa buông xả. Khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì. Trời, về bên đó thì thôi cho nó sung sướng gì bằng. Vàng 24 cara lót đường cho mà đi, khỏi phải tham vàng tham của nữa. Nhà bằng bảy báu, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Trong một buổi sáng đi cúng 10 muôn cõi Phật sông, có thần thông mà đi. Thân tướng mình y hệt như thân tướng Đức Phật A Di Đà, gọi là tử ma chân kim. Nó không có cảm, nó không có ho, nó không có sốt. Cái này sự thật là như vậy, chứ không có lừa dối quý vị đâu. Họ phát lên một cái tần số, họ khởi lên một cái cảnh giới, trong tâm của họ có điều này. Sống kiếp thừa còn lại có khổ cực, có gì đi nữa cũng là trả quả báo, trả càng nhanh càng hết. Về với Phật. Hôm nay quý vị ngồi nghe trong này mà quý vị chấp nhận được đề khởi câu Phật hiệu tu tập, may mắn không gì bằng. Tội nghiệp cho những người họ nghe được những điều này, họ tu tập, chết rồi được cái gì? Tỷ phú rồi, đào cái mộ lên không biết bao nhiêu vàng, rồi nó cũng gì? Bỏ vàng vô đó. Ấn Tổ nói, có cái lá thư người đó nói bây giờ cha con chết, con bỏ vàng, bỏ củ báu vô được không? Kêu này, ông bỏ vô đó, người ta đào mộ, người ta quật lên rồi coi chừng mất công gì chút vàng mà cha ông bị phanh thay á, ông lấy vàng đi, ông in kinh, ông hồi hướng. Trời, Ngài nói, nếu mà không có nghe làm sao biết làm ta? Làm theo cái thói tục á, bỏ vàng vô trong mồ trong mã, cho nó ha 5 chỉ ngậm vô miệng á, để xuống đó xài. Chết, tao đó không gặp được chánh pháp là chết queo râu. Đọc vào văn sau là Ngài nói cái tình có lý liền. Cái người xuống cái cảnh giới khác là họ nhậm qua cái từ trường của công đức thôi. Thực sự hôm nay chúng tôi lên mà nói được như vậy, chúng tôi cũng thấm nhiều cái khổ. Không phải nói người tu không khổ đâu, gặp nhiều chứng duyên, chứng nạn. Nếu người đó chịu trì đại bi từ từ tiêu nghiệp lần lần, thần lực Quan Âm gia trì bắt đầu nó qua từ từ. Còn 6 phút nữa là hết giờ. Mà hồi nãy giờ ngồi 2 tiếng rưỡi mà đúng không ạ? Đang hưởng thụ Phật pháp à. Nhưng mà nhìn cho kỹ lại, hồi nãy giờ ngồi nghỉ ngơi đồ nghe pháp chứ có nói gì đâu mệt. Ông nghĩ sung sướng ha. Vô tụng thời kinh, có người tới 4 giờ sáng nhé. Xong rồi ăn bún xào, nghe nói bún xào này ngon lắm à. Rồi cái tụng thời kinh rồi nghe pháp, rồi ra phóng sanh. Về thôi, ông chồng cũng nhìn gương mặt hoan hỷ. Cười hoan hỷ không? Thực sự hôm nay không có cái niềm vui nào mà sau một cái pháp hội, cái buổi giảng chúng tôi nó trọn vẹn, không cúp điện, không có chuyện gì xảy ra, yên ổn, rồi ra phóng sanh cúng thí xong rồi trong lòng thở cái phào, xong một cái đại sự, không thiệt, đại sự. Bao nhiêu con người này họ nghe, khắp thế giới họ nghe, làm xong ra cái đĩa họ nghe, chỉ vài người mà họ tâm đắc được, họ buông xả được. Họ vẫn xài nhưng mà không quyến liếng. Mà muốn mà xài mà không quyến liếng thì buông xả, ngã chấp và pháp chấp, mà chỉ có chấp trì danh hiệu. Kinh A Di Đà nữa không? Cái câu này là cái câu mà chúng tôi tâm đắc lý thú. Người mà không niệm Phật không nói ra nổi câu này. Nói vòng vòng nhân thừa, thiên thừa, làm phước về cõi trời hết. Không dám nâng cấp cái tâm thức của họ về cực lạc. Bởi vì bản thân họ cũng không thể nào tin điều này, đúng không? Cho nên thành ra nó buông xả ngã chấp là cái thân này, buông xả pháp chấp, xả lần đi, chỉ chấp trì danh hiệu. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược. Nhất tâm bất loạn, lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật, phóng quang tiếp độ. Kinh A Di Đà nói mà chúng ta không tin thì thôi tin ai giờ. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị, nếu tu tịnh độ thì theo những vị pháp sư, những vị tổ tịnh độ. Quý vị nghe láng sáng tu những pháp môn thiền, một pháp môn khác, phá cái tâm tính tâm mình văng mắt liền, chịu nổi. Đến bản thân chúng tôi hôm nay là chỉ văn sao Hòa Thượng Tịnh Không không dám rớ chỗ khác. Cái trí mình nó yếu kém, căn lành mình nó còn kém, giống như con chim nó mới mọc lông tơ, nó chưa đủ bay, gặp con quạ nó đập một cái là chết. Hôm nay thực sự bao nhiêu con người ở trong này về Tổ Đình Vĩnh Nghiêm ngồi mát mẻ hoan hỷ như vậy, chúng tôi thực lòng mang ơn quý vị lớn lắm. Nhờ quý vị có mặt ở đây chúng tôi có một cái buổi thuyết pháp. Nếu hôm nay ghế không sao giảng thì thôi, hôm nay chúng tôi mong rằng mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh, đóng những cái vai giống như thiên thủ thiên nhãn. Người nào làm nông thì cầm cuốc ha, người nào làm văn phòng thì cầm viết. Mỗi người chức trách mỗi nghề nghiệp, trọn hết bổn phận, giữ tấm lòng vì người, cố gắng đóng cái vai của Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thấy việc thiện là làm liền chứ không phải thấy. Có nhiều người nói khang mà không có làm, thấy việc ác là tránh. Thưa quý vị, 11 giờ rưỡi thì hôm nay chúng ta sẽ ra làm lễ phóng sanh, xong hết cúng thí là vào tầm khoảng 12 giờ. Sau đó rồi quý vị sẽ được dùng cơm. Những người nào có cần gặp chúng tôi, học phát tâm, cúng dường, phóng sanh, in kinh, vân vân mọi thứ, thì phía sau này mấy thầy có xếp cái phòng. Chúng ta cần gặp thì chúng ta ở lại đợi, dùng cơm xong rồi qua đó. Còn nếu ai thấy như vậy là đủ rồi, không có nhu cầu gì cả, chúng ta về không sao cả ha, coi như là xong. Bây giờ đây chương trình pháp hội đến hôm nay là xong, còn cái lễ phóng sanh với cúng thí nữa. Rồi chủ nhật sau thì chúng tôi giảng ở tại Tịnh Thất. Có một cái chủ nhật là ngày 14 tháng 8 âm lịch, là ngày Trung Thu. mấy thầy sẽ tổ chức vào cái buổi sáng chứ không có làm ban đêm. Ban đêm để đại chúng tu. Mấy thầy sẽ tổ chức cái chương trình trung thu cho các em lớp học Đệ Tử Quy. Có một số những chương trình quý vị có sắp xếp lên được thì tham dự. Bữa đó pha trà ngon với bánh trung thu quý vị ăn. Dạ vâng. Và chương trình hôm nay nó cũng hoàn mãn, mà chúng tôi chỉ trình bày chia sẻ đến đó thôi. Rồi chút nữa ra phóng sanh xong chúng ta quay vô đây lại có cơm chúng ta dùng ha. Giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2018. Tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loại cá này đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được cơ quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng, được niệm Phật nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lương này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoài sợ hãi đêm la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ích tuần hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế này. Tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt là do nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác do thân khẩu ý tạo ra, nhất là nghiệp si mê, cho nên phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. Cái gì vậy? Trong kinh Phật vẫn có dạy rằng người chết làm cá, cá chết làm người, người chết làm lương, lương chết làm người chết làm chim, chim chết làm người chết làm dê, dê chết làm người chết làm chó, chó chết làm người. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay quý vị được nhân viên thiện lành, được các bậc thiện nhân mua các vị đem về tại nơi Tổ Đình Vĩnh Nghiêm để cho quý vị kết duyên quy tâm bảo. Đó là nhân viên phước báu nhiều đời của quý vị đã gieo trồng trong ngôi tam bảo. Giờ đây quý vị giữ mình cho thanh tịnh để quy tam bảo sám hối nghiệp chướng. Giới hương, định hương, dưỡng huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đại biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh sĩ thủy biến sái tâm thiên tấn thông bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu thiên hỏi diệu hóa hầu liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên trang thiên tệ chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa thản giới cái trung vô sứ bất siêu luân thị bất tị thị diệu cực pháp thân trần bất diễm trần vạn phát đệ kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sai khô một nhi tác dương xuân khiết ghế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phạm uy hiển tổng thanh lương bồ tát liệu độ cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cố é tổng quyên trừ phổ sái pháp viên các thanh tịnh này chứng hữu tình bệnh nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Hoàng Bồ Tát, Hồi Thượng Hoàng Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Hoàng Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Án Ra Đán Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tết Bát La Dạ Bồ Đề Tát Trợ Bà Dạ Ma Ha Tăng Độ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Án Tát Hoàng Ra Hoàng Vừa Số Láng Na Đan Thở. Nam mô Tấn Kiết Lòng Đỗ Hi Mong A Di Đà Bà Lo Yến Đế Tát Phật Ra Lâm Đô Bà Nam mô Na Đa Cẩn Trị Hê Lì Ma Ha Bàn Đa Sa Mế Tán Bà A Na Đà Vô Bằng A Tề Dùm Tán Bà Tán Đa Na Ma Bà Dạ Ma Bà Thần Đầu Đảng Điện La Án Nam Bà Lo E Lô Ca Đế Ca Đa Đế Di Hê Lì Ma Ha Bồ Đề Tán Độ Tán Bà Tán Bà ma ra cô lô yếm mong đồ lô vàng xà gia đế ma ha vàng xà gia đế đà ra đà na địa vị ni tăng vàng ra gia giá ra mà vàng đi tấn đa ra sam vàng ra sa lợi phật sa vàng sam vàng ra sa gia lô ma lô đi ra ra tấn lì tô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya na la cận trì đề sấn ni na ba ya ma na ta ba ha tất đà ya ta ba ha ma ha tấn đà ya ta ba ha tấn đà vô nghệ tất bạn ra ya ta ba ha ta ba ha ma ra ra ta ba ha tấn đà tăng a một khe ya ta ba ma ha tăng đa dạ ta bà ha giả kiến ra ta bà ha ma đà ma yến tăng đa dạ ta bà ha na ra cận trì đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng kiến ra dạ ta bà ha dạ dạ nam mô a di đà bà lợi yến đế tướng bằng ra dạ ta bà ha tăng điện đô bằng ra ra bạch đà dạ ta bà ha tăng điện đô bằng ra đà dạ ta bà ha tăng điện đô bằng ra ra bạch đà dạ ta bà này các loài chúng sanh kia các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân súng sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ cảm chánh pháp tin sau cùng nghiệm thế chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bóng thối để độ thành chúng sanh. Nam mô Tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lăng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thâm sống đỏ đầy chết thương đau khổ long vây sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lặn sâu ta càng bá cùng ơi vong đòn lông ra dù kêu góng hai thương hồn còn vẫn vẫn đổ rang son nồi muôn vần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thượng nhân cứu cho đến nay lại được giờ ăn và màu vậy ngươi kìm hồi đầu quy Phật xong dòng lòng quy phạm quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y ba con đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng con đọa vàng sanh này các loài chúng sanh hôm các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng nghĩ mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối Bồ Tát Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát nam mô đa bản Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sám tăng Như Lai thắng Như Lai nam mô ly bố ý Như Lai nam mô cam lộ vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Văn Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thế còn anh ra lời thời sang bán gì con bán gì sang thế gì con thế thì sang thở tường ảnh tới dây bóng gì này thì giờ bán không thương bán sanh bán gì bán con bán thịt bán thăng bán giảm thì có không cho ngôi sạc qua thở tường ảnh tới vô nhanh như tí thì lan mỹ vô sang thịnh đường vị số cao vô nhàn dê giới hồ vô minh diệt vô minh thần này chỉ vô la tư diệt vô la tư tăng vô vô tâm diệt đà vô di diệt vô đăng diệt vô sở đăng cô bồ đề tăng trỏ y bán nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngày cô ly đen đà mừng tưởng hướng cánh niết bàn tam thế như bằng y ban nhã ba la mật đa cô đang hà đầu đã la tam hiệu tam bồ đề cô chi ban nhã ba la mật đa thi đa thân chú thì vô thượng chú thi vô đăng chú đăng trừ nhân thi khỏi chân thì quán ư coi thiện ban nhã ba la mật đa chú thân thiên chú biến yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta hòa ha bồ đề ta yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta hòa ha nam mô a di đà ma ya na ta ya na ya na ni na ta di đà đâu an ti a bà thì a di đì đa thì ca lăng đế a di đì đa thì ca lăng đa ya di đì ya na di đa ca lệ la bà nam mô a di đà ma ya na ta ya na ni na ta thì a di đì đa tăng ca ma thì a di đì đa thì ca lăng đế a di đì đa thì ca lăng đa ya di đì ya na di đa ca lệ la bà nam mô a di đà ra đi ga ta di đi đâu ba tây a di đi ra thắng ga ba tây a di đi ra thì ca lăng đế a di đi ra thì ca lăng đa ya di đi ya na di đa ca lê ta bà ha quy vàng lễ a di đà Phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh khối sanh đến từ bi tiếp độ nam bó tây vương sùng la đại từ đại bi a di đà Phật nam mô 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 a di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh độ. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà.